để ý mấy. Chủ yếu là tập trung vào việc chăm sóc con cái, và sau đấy là đến khi mà gần đây là em mới đi làm trở lại với công việc của mình, và lúc đấy thì em mới biết được rằng là cái sản phẩm mà từ trước đến nay mình vẫn đang dùng nó cũng đã có ở trên sàn Dropy. Thế và khi đấy em mới chính thức là tìm hiểu xem là cái Dropy này nó là gì, mà cái sản phẩm của mình cũng ở trên đấy. Thế khi mà quan tâm đến thì em mới đi tìm hiểu các nguồn thông tin để biết được về Dropy ấy, thì mới biết được rằng là cái 4.0 của Dropy và cái mô hình dropshipping. Thực sự là em cũng đã bị thuyết phục ngay từ cái phần đấy. Tuy nhiên là vẫn vẫn còn mông lung, vẫn còn gọi là chưa tin tưởng cho lắm. Cho nên là vẫn chưa quyết định làm với ai cả. Thì cùng cái lúc đấy thì là có cái bài đăng của em ở trên Facebook về cái sản phẩm mà em đang dùng ấy, đó là sản phẩm diệp lục của nhà TH. Thì là em chỉ chia sẻ về cái tính năng tác dụng mà mình dùng, mình cảm thấy nó tốt như thế nào, và cái sản phẩm của bộ thải độc thì nó tốt như thế nào, thì mình chia sẻ với mọi người thôi. Biết được cái sản phẩm đấy mà mình đã dùng lâu nay rồi. Thế là trong cái bài đăng đấy thì chị Nhung Trần, chị MC vừa rồi đấy, cũng vào bình luận. Rồi chị gọi là chị quan tâm đến cái sản phẩm này, chị khen đến cái sản phẩm này. Thế là em ấy thấy ngạc nhiên mà ô, cũng cũng có một cái người bạn mà lạ ở trên Facebook mà lại biết được cái sản phẩm này hay nhỉ. Thế là em vào trong trang cá nhân để em xem chị này là thế nào. Hóa ra là chị cũng đang làm với hợp tác với lại Dropy. Và em ấy thế là em cũng đúng cái lúc mình cũng đang quan tâm, thế là em ấy vào inbox trực tiếp với chị luôn. Thế là hai chị em trao đổi qua lại với nhau, thì chị cũng chia sẻ với em về cái về 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 thêm về Dropy để cho giải quyết cho những một vài những cái thắc mắc của mình ấy. Thế rồi là lúc đấy thì em vẫn chưa quyết định làm đâu, mà cùng lúc thì kiểu như là cái lúc mà mình nghĩ đến thì luật phản hồi của vũ trụ hay sao mọi người ạ. Lúc đấy là em có rất là nhiều người mời em làm Dropy cùng cùng một cái lúc đấy luôn. Thế nhưng mà em lại lại mang cho mình một cái lăn tăn là không biết được là chọn ai. Thế mà em cũng những lần sau nó em không phải em nói chuyện với chị Nhung một lần đâu, em nói chuyện với chị Nhung nhiều lần lắm. Thế là nhắn tin với chị thì hỏi cái lọ hỏi cái kia, chị bảo là chị chưa thấy ai mà chưa chưa bao giờ gặp ai mà lại có thể là tìm hiểu kỹ như em, hỏi nhiều như em luôn. Thế là sau đấy là em mới hỏi rằng là vì là trước kia em đã từng kinh doanh, cũng đã từng bán hàng định kinh doanh đa cấp cũng có, kinh doanh truyền thống cũng có, cho nên là bây giờ là ở những cái môi trường đấy thì em cũng chỉ gọi là ở mức bình thường thôi, mình chưa có một cái gì cả. Nên là bây giờ khi mà tham gia một môi trường mới thì em cần tìm hiểu kỹ hơn, và cái quan trọng của em cần có một người dẫn dắt đi đầu để chỉ cho mình cái bước đường đi nó chuẩn chỉ hơn. Thế thì cùng lúc đấy chị Nhung lại đưa ra cho em cái bài chia sẻ của mentor Lê Sự. Thế và thực sự là em bị thuyết phục ngay bởi cái bài chia sẻ của mentor Lê Sự, bởi vì là em nghe nó vào quá, em nghe em thấy nó tự nhiên mình như kiểu như là mình tìm được một cái gì đấy của mình mà trước đây mình còn đang thiếu ấy. Thế là em quyết định là em chọn chị Nhung và làm với chị Nhung. Và ngày hôm đấy thì ngày hôm quyết định đấy thì là em đã đăng ký và em làm đại lý luôn. Và khi mà ban đầu mà mới vào Dropy ấy, thì trước đấy em cũng biết là Dropy có rất là nhiều sản phẩm rồi, nhưng mà khi mà mình chính thức mình tham gia mình vào để mình vào cái môi trường đấy mình học thì em cũng bị choáng ngợp, bởi là cái môi trường của Dropy nó quá nhiều sản phẩm cho mình lựa chọn. Bản thân em thì có chuyên môn về ngành y dược, cho nên là em vẫn chọn thiên về cái loại hàng là thực phẩm chức năng để chăm sóc sức khỏe, và mình thấy nó có quá nhiều sản phẩm, và các cái sản phẩm ở trên này thì cũng nhiều sản phẩm mình đã được sử dụng qua, thì tất cả cái này đều tốt. Thì cái riêng với cái mức về về cái sản phẩm chất lượng của sản phẩm thì em là hoàn toàn là tin tưởng về sản phẩm rồi, em không còn nghi ngờ gì cả, bởi vì là mình đã sử dụng nhiều sản phẩm ở đây rồi. Và lúc đấy mới biết được là ô, sao nhiều cái sản phẩm mình đã được sử dụng mà cũng lên sàn Dropy, thế mà đến bây giờ mình mới biết. Thế và khi đấy thì em cũng không biết được là mình nên bắt đầu với Dropy như thế nào. Thì em mới nghĩ rằng là cái sản phẩm của nhà TH này mình đã dùng rất là lâu rồi, nó rất là tốt rồi, thế nên là em chọn nó luôn làm sản phẩm phễu. Đấy, em sẽ sử dụng luôn sản phẩm của TH là sản phẩm phễu. Thế và cái những cái sản phẩm của mình nó là dòng thực phẩm chức năng thì cái khả năng là tái tiêu dùng rất nhiều, và
nhiều sản phẩm như thế thì trên một người khách hàng của mình ấy, thì là người ta có thể sử dụng, có nhu cầu với nhiều sản phẩm khác nhau. Thế thì Dropy sẽ đáp ứng cho mình đủ đủ những cái mà nhu cầu của họ ấy. Thế là em cứ khi mà khách dùng một sản phẩm thì một vài thời gian sau thì em chăm chỉ học thêm về sản phẩm rồi thì chăm sóc khách hàng. Thế và cứ upsell, và cứ mỗi một lần có một cái chương trình khuyến mại gì đấy hay là cái chương trình mới gì của các cái nhà BDB mà khi mà mình thấy khách hàng của họ mà đang có nhu cầu thì em đều chia sẻ, và cứ chia sẻ như vậy thôi. Thế rồi là vừa bán được hàng và cùng một lúc đấy em đi cũng tuyển dụng luôn, và được biết được là mọi người nói là không cần phải chờ có kết quả hay là có thành tích gì đấy thì mới đi tuyển dụng. Thế và em cũng cứ chia sẻ cái cơ hội với mọi người giống như là em được chia sẻ vậy. Đấy, em cứ nhận được cái sự chia sẻ ban đầu của mình, mọi người chia sẻ với mình như thế nào thì em cũng chia sẻ với mọi người như thế. Thế và khi mà cứ mình bắt đầu như thế nào thì mình hướng dẫn đồng đội của mình cũng giống như vậy. Thế và ngay trong tháng đầu tiên thì em cũng đã ra được 2 đại lý, và đến tháng thứ hai thì em cũng có một cái chút doanh, tức là sang tháng thứ hai thì cái thu nhập từ đến đến từ Dropy đã giúp em được là cao hơn cái thu nhập và công việc chính của mình. Thế là mình cũng thích, thế mình cũng cảm thấy ô công nhận là cái môi trường này có thể là mình, em lúc đấy em nghĩ rằng khả năng là mình hợp với cái môi trường này đây, nó giúp mình cải thiện được cái cuộc sống của mình tốt hơn đây. Đấy, thế và đến thời điểm hiện tại là sau từ em tham gia từ tháng 5 và bây giờ là tháng 8 thì em cũng hết cái kết thúc cái mùa tốc chiến. Em bắt đầu là bắt đầu tham gia với Dropy là bắt đầu mùa tốc chiến. Thế và kết thúc mùa tốc chiến thì em cũng đạt được cái một cái thành tích nho nhỏ, đó là có 1 sao. Thế và khi mà tham gia với Dropy được 3 tháng ấy, thì là em thấy rằng là Dropy nó mang lại cho mình rất là nhiều. Thứ nhất là ngoài cái việc nó tăng thu nhập thì chắc chắn là em khẳng định là đến thời điểm này là cái thu nhập từ đến từ Dropy là cao hơn cái công việc hiện tại của em rồi. Thế và ngoài việc cái tăng, việc tăng thu nhập đó ra ấy, thì là em còn có thêm được các mối quan hệ mới, đó là các chị ở trong Zoom ngày hôm nay đây ạ. Em cũng học hỏi được từ các chị rất là nhiều, bởi vì là trong này có rất là nhiều người, nhiều ngành nghề khác nhau mà mọi người đều tham gia. Thế và từ những người mẹ bỉm sữa và đến các anh chị là làm trong cơ quan nhà nước hay những người có chức danh cao hơn, đấy, mọi người đều tham gia với Dropy và em cũng học hỏi được từ mọi người rất là nhiều. Đấy. Và cái nữa là em được tăng thêm, bồi dưỡng thêm cái nguồn kiến thức của mình. Không những là nguồn kiến thức về cái chuyên môn của mình từ các nhà BDB mà còn thêm với cả những nguồn kiến thức về tất cả các nai hàng khác ở trong cái của Dropy này. Em cảm thấy là Dropy là một nơi mà cho mình được gần gần như là trọn vẹn những cái mà mình đang còn thiếu sót, những cái mà mình đang còn cần đấy. Thế và đến bây giờ thì cái mình khi mà mình đạt được một chút cái thành quả, cái kết quả mà cũng gọi là nho nhỏ rồi thì em cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người rằng là những anh chị mới, cộng tác viên mới rằng là còn đang chưa tin tưởng hay là còn chưa tự tin thì hãy cứ mạnh dạn lên, cứ mạnh dạn lên, cứ làm đi, mình có hành động thì mình sẽ có kết quả, khi điều đấy là chắc chắn ạ. Và cái điều mà em vẫn tâm đắc nhất đấy là có trong đầu thì là sẽ có trong tay, mình nghĩ mình làm được là mình sẽ làm được. Và mình mọi người ngay từ đầu giờ mọi người đã chị Quách Phương đã hướng dẫn rằng là lên mục tiêu, mình cứ đặt ra mục tiêu của mình thì chắc chắn là mình sẽ đạt được mục tiêu ạ. Và đây là cái điều mà em vẫn tâm đắc nhất từ trước đến nay. Cuối cùng thì là em xin gửi lời cảm ơn đến nhà sáng lập ra Dropy đã tạo ra một cái môi trường để cho tất cả anh chị em cùng gọi là được chiến hết mình ạ. Được gọi là phát huy hết những cái mà có thể là từ trước đến nay mà mọi người vẫn tưởng là mình chưa làm được. Đấy, tạo ra một môi trường quá là tuyệt vời. Và em cũng rất là biết ơn chị các mentor, đó là mentor Nhân Trần và chị Nhung Long, là 2 người mà luôn luôn được là kề cận và có thể nói rằng là xuất hiện mọi lúc mọi nơi khi mà em phu cần. Rất là biết ơn 2 chị và biết ơn chị Nhung đã Nhung Trần đã có những cái bước dẫn dắt đầu tiên cho em và đã gọi là thuyết phục được em để em có được môi trường tuyệt vời như thế này ạ. Và vâng, là chia sẻ của em Thu thì là cũng gọi là có một chút chia sẻ nho nhỏ như vậy thôi ạ. Và thế là em xin cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe cái những chia sẻ của em ạ.
Vâng, em xin gửi lại mic cho chị Nhung Trần nhá. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Chị Nhung đâu nhỉ? Nhung ơi. Xin được cảm ơn em Thân Thu rất là nhiều với những chia sẻ rất là thực tế. Thực sự với một người leader thì khi thấy đồng đội của mình thành công thì thực sự đấy là niềm hạnh phúc nhất, hạnh phúc thực sự, bởi vì là mình đấy mới là lúc mà mình đã hoàn thành cái sứ mệnh trao đi, không chỉ là tạo thu nhập cho đồng đội mà còn tạo ra cái năng lượng tích cực cho đồng đội. Thực sự Nhung rất là xúc động. Đấy là một cái nhánh đầu tiên của Nhung mà đã hoàn thành cái mục tiêu lên sao của mình. Tất nhiên là con đường còn rất dài, cả cả hệ cả đội nhóm của chúng ta đều phải cố gắng hơn nữa, bởi vì chúng ta mới ở cái bước đầu tiên của cái con đường của cái nấc thang đi lên đến sự thành công của Ropi. Cảm ơn Đơn Thu nhé. Cảm ơn em rất là nhiều đã ở trong team của chị. Tranh thủ một chút cả nhà. Vâng ạ, tiếp theo đây là chúng ta sẽ đến với cả một em đến từ Biên Hòa Đồng Nai. Hôm nay chúng ta có khá nhiều Biên Hòa Đồng Nai đấy, nhưng nhìn thấy có mấy bạn ở Biên Hòa Đồng Nai. Hôm nay chúng ta sẽ được đến với Đồng Nai. Em là Thủy Trang, sinh năm 1984. Ở nhà chăm con thôi, nhưng mà đã hôm nay chúng ta cũng đã được đón nhận em với cái thành tích là quát một sao. Thì Trang đã kết nối được với chương trình chưa? Xin mời Thì Trang ạ. Thì Trang ơi. Rồi em chào chị Nhung, chào cả nhà mình. Dạ nhà mình nghe em nói rõ không ạ? À, nghe thấy rồi em ạ. Ồ dạ. Rồi em chào chị, em chào cả nhà ha. Và chào tất cả các anh chị em có mặt trong game sáng nay. Như chị Nhung mới giới thiệu á, thì Trang xin giới thiệu lại một chút là Trang tên là Thùy Trang. Trang sinh năm 84 ở Biên Hòa Đồng Nai. Thì trước tiên á, Trang xin cảm ơn ekip đã dậy sớm để mở Zoom cho chúng ta được giao lưu cùng với nhau như thế này. Như về cái cơ duyên Trang đến với Ropi thì nó cũng cũng tình cờ lắm. Mà Trang thì từ nhỏ giờ chưa có từng kinh doanh bao giờ. Học xong thì đi vô công ty làm rồi có gia đình, rồi có con nhỏ nên là mình nghỉ công ty để nhà mình chăm con. Thì Trang lúc nào cũng canh cánh một cái điều là muốn có một cái công việc nó chủ động về thời gian. Vì để mình vừa có thể chăm sóc được gia đình và vừa kiếm được thêm tiền nữa để mình tự chủ được kinh tế của mình. Thì hay là chồng Trang làm chung với chồng chị Nhung á. Thì cuối năm ngoái thì Trang có qua nhà chị Nhung, chị mentor Tuyết Nhung á. Mình có nghe chị chia sẻ về Ropi. Thì Trang thấy đây là một cái cơ hội cho mình. Cho nên là Trang quyết định cho làm đại lý. Thì lúc đó thì ký quỹ là một không phải 1,5 triệu như bây giờ, mà là ký quỹ 2,5 triệu. Mà mình Trang nghĩ là Trang thấy là mình rút để được mà. Nên là Trang mạnh dạng Trang ký quỹ Trang làm. Thì mặc dù là lúc đó cũng không phải là có nó khá giả gì hết đâu. Nhưng mà Trang muốn làm đại lý luôn để mình hưởng được cái full cái quyền lợi. Đó. Thì cũng mới vào thì cũng có nhiều cái khó khăn bỡ ngỡ, tại vì mình trước giờ mình Trang chưa có kinh doanh bao giờ hết, cho nên là mình không biết bắt đầu như thế nào hết, không biết làm sao. Rồi tiếp theo là về cái công nghệ á, thì do làm ở công ty thì trước giờ toàn làm Excel với Word với lại cái phần mềm nội bộ là chính à. Cho nên mảng công nghệ là gần như là gà mờ lắm, không biết gì hết. Facebook thì cũng có nick á, nhưng mà ít khi nào đăng cái gì hết nên không biết. Rồi nhờ chị Nhung chị hướng dẫn mình học mà 6 cái buổi nền tảng, thì bây giờ chỉ tinh gọn còn có 4 buổi thôi đó. Mà cái kiểu mà tâm lý sốt ruột á, tức là học nhiều quá làm biếng dậy sớm đâu có nổi đâu, nên là tự đốt cháy công đoạn. Lúc mới vào thì thấy cái gì cũng bán hết, nó nhiều quá mà, nên cái gì cũng đăng lên Facebook, đăng liên tục, đăng toàn thông tin sản phẩm. Thế đăng một thời gian thì không thấy ai like, không thấy kết quả gì hết, cũng không thấy ai hỏi gì hết. Thế là mình mới quay lại với chị Nhung, mình nghe lời chị, mình bắt đầu học lại từ đầu, học các buổi nền tảng để học mà mình có cái tư duy đúng hơn về các chính sách, mình hiểu hơn về các chính sách, các quyền lợi ở Ropi. Rồi mình tham gia học lớp marketing không đồng để học hỏi những cái liên quan tới công nghệ á, chỉnh sửa hình ảnh này, cách đăng bài,
rồi cách xây dựng thương hiệu cá nhân trên internet, rồi cách marketing hiệu quả trên các nền tảng mạng xã hội. Đó thì Trang cứ từ từ cho học học và cho làm theo từng bước như thế. Rồi xong thì Trang chọn một cái dòng sức khỏe, sức sản phẩm về sức khỏe để Trang học. Như giờ nhà mình là có con nhỏ, có người già, với bản thân Trang là sau khi mà bị Covid thế thì sức khỏe nó cũng xuống nhiều lắm, nó ho ho rất là nhiều, triền miên mấy tháng luôn á. Cái hôm mà gặp chị Nhung á, ngồi nói chuyện với chị mà cứ ho sụ 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 á, ngại ngại ơi là ngại. Thế là chị tặng cho cái chai Hoàng Bảo Đan á, thế là về uống, uống hết một chai mà thấy nó đỡ hẳn, đỡ nhiều luôn. Thế là biết vì sao này biết cái cao ho cũng là một sản phẩm trên kệ Robby. Thế là mình quyết định chọn cái dòng sản phẩm về uống để mình sống sức khỏe. Thế là Trang tập trung học nhà nguyên sinh trước, nguyên sinh với nhà Midu. Học kỹ sản phẩm rồi xong rồi mình trải nghiệm, rồi mình chia sẻ với xung quanh bằng cái cảm nhận của chính mình á, về cái hiệu quả của sản phẩm mà mình nhận được. Đó, thì mới đầu á thì cũng có người quen muốn ủng hộ, họ tính là chỉ là muốn ủng hộ thôi. Và sau đó cái cũng họ thấy hiệu quả, người ta mua thêm rồi xong giới thiệu cho người quen. Đó, thì cái là cái sản phẩm tốt của mình nó cứ như vậy nó lan tỏa thêm một chút nữa. Đó, xong học chắc nguyên sinh với Mido rồi trang tiếp qua những cái dòng tiếp theo. Trung nhân để cu chen về thế giới lọc nước đó, mình cứ từ 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 như thế như vậy mình cứ chăm học về gì mình chăm chia sẻ là có đơn, cái nào mà cần trả lời khách hàng gấp mà mình chưa rõ thì mình em sẽ lên trên group em hỏi. Ở đây thì họ lên group hỏi thì các anh chị trả lời nhanh lắm nên mình cũng có dễ thông tin nó nhanh hơn đó. Thì cái những con người ở Ruby nó tuyệt vời là như vậy đó, cho nên là càng làm em càng yêu Ruby hơn là như thế. Giờ thì gặp khách nào thì Trân cũng chia sẻ được những sản phẩm nhà Robby mình hết á. Vì sản phẩm trên kệ của Robby mình toàn là hàng chất lượng không à. Cho nên là mình chia sẻ rất là tự tin. Và cho nên là mọi người cũng cứ cứ thấy mình tự tin mình chia sẻ ha. Không có lo. Rồi cái kết quả hiện tại là sau, hồi đó là sau 3 cái tháng lầm đường lạc lối là không có chịu học hành gì á. Thế là đăng bài từ lương không có kết quả gì hết. Đó là tầm cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 2023 á. Thế là Trang quay lại cho học hành nghiêm túc, mình tham gia đầy đủ các Zoom học sản phẩm và chia sẻ các Zoom chia sẻ kinh nghiệm của các anh chị em thành công á, rồi nhất là Zoom cái năm Zoom 5 AM mỗi sáng, rồi mình chăm chỉ lan tỏa giá trị sản phẩm mình tham xong rồi tới tháng 5 mình tham gia tốc chiến và cuối tháng 7 thì nhờ nhờ sự giúp đỡ rất nhiều của chị Nhung và chị Trúc và của những của em Trúc và những anh chị em trong team á, thì mình đã hoàn thành được cái mục tiêu đầu mùa đặt ra là có một sao. Thì tuy là chỉ là cái thành tích nhỏ thôi nhưng mà là cả một quá trình nỗ lực hết mình và nó tiếp thêm động lực và niềm tin để cho Trang tiếp tục phấn đấu cho những cái mục tiêu tiếp theo nữa đó. Thì nhờ có Robby mà bây giờ Trang đã thực hiện được cái điều mà mình hằng trăn trở trước đây, đó là có thời gian để chăm con, chăm sóc gia đình, vừa có thêm nguồn thu nhập để trang trải tiền sữa, tiền học phí và các sinh hoạt khác cho con. Nó đỡ lắm mọi người đó. Ngoài cái thu nhập kiếm thêm ra thì Trang còn học thêm được nhiều kiến thức về sức khỏe nè, về những cái và rất là nhiều mặt khác, giống như nhất là cái công nghệ Trang tiến bộ rất nhiều và những cái mối quan hệ chất lượng ở đây nữa. Thì cái thông điệp Trang muốn nhắn tới tất cả những các anh chị em đại lý và những cộng tác viên mà mình chưa đạt được cái kết quả mà mong muốn á, thì mình hãy 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 xem lại mình đã học xong hết kiến thức nền tảng chưa, mình đã chọn được đúng cái dòng sản phẩm phễu mà và mình đã học kỹ nó chưa, mình đã chăm chỉ chia sẻ cái giá trị của sản phẩm chưa. Nếu mà chưa thì mình bắt đầu lại ha, không bao giờ là muộn cả đó. Thì ai mà chưa lên đại lý á, thì mình cứ mạnh dạn mình lên đại lý đi mọi người, để mình được hưởng full quyền lợi, mình sẽ mạnh dạn hơn mình và mình có quyết tâm nó sẽ cao hơn đó. Cứ chăm học chăm chia sẻ chắc chắn sẽ có đơn đó mọi người. Mình thì mình mới thì mình không cần phải tham gia phải đau đầu phải tìm lối đi hướng bước gì đâu, mình cứ siêng học và làm theo người thành công đi trước là chắc chắn sẽ có kết quả. Trang thấy rất là đúng, thì bản thân Trang là cũng đang là như thế như vậy ha. Thì ngoài những cái cố gắng bản thân ra thì Trang không thể có kết quả hôm nay nếu mà không có cái phần hậu thuẫn của chị mentor Tuyết Nhung, thì chị đã hướng dẫn đã định hướng và hỗ trợ Trang rất là nhiều. Và cũng như là em Trúc luôn đồng hành cùng bên cạnh Trang mọi lúc, bất cứ lúc nào Trang có thắc mắc hay là Trang gặp khó khăn là đều nhận được sự hỗ trợ đó. Thì Trang một lần nữa Trang xin cảm ơn chị Tiếp Nhung, em Trúc thật nhiều. Ở bên cạnh đó thì còn có Hàng Chiên nè, có Huyền, chị Ngọc nè,
thì chị Hạnh, chị Thủy, thì Kim Liên, Tạ Hồng, anh Ái và tất cả những anh chị em khác trong team là luôn ủng hộ tinh thần cho Trang. À, xin cảm ơn anh chị em rất là nhiều. À, cảm ơn công ty đã tạo ra cái môi trường kinh doanh tuyệt vời này để mình có cơ hội phát triển bản thân. À, xin chúc cho tất cả những ta mỗi ngày sẽ chạm được gần hơn cái ước mơ của mình. Đó, chỉ cần chăm chỉ là mình chia sẻ là mình có thể làm được ạ. À, thôi chúc cho cả nhà tuần mới nhiều năng lượng, bảo đơn và sẽ chia sẻ được Robby đến với được nhiều người hơn nữa. À, Trang xin kết thúc cái phần chia sẻ của mình ở đây và xin chuyển lại Zoom cho MC ạ. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn thì Trang chia sẻ rất là hay đúng không ạ? Chúng ta cứ đi rồi sẽ đến, chăm chỉ, chăm học, chăm chia sẻ thì chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ bán được thôi. Ai nói là tôi không bán được hàng thì đúng là cần phải xem xét lại, làm lại từ đầu chứ đừng có bỏ cuộc. Bởi vì là có hàng nghìn sản phẩm mà nói là không bán được thì rất là vô lý đúng không ạ? Bản thân mình đã bán được cho mình chưa? Bán được cho những người xung quanh mình chưa? Đó, mình phải đặt ra những câu hỏi đó là tại sao mà mình chưa bán được. Vậy thì câu chuyện là sử dụng sản phẩm, trải nghiệm và đi chia sẻ từ chính những câu chuyện của bản thân mình. Đó là cách mà thì Trang đã thành công với Dropy. Chúc mừng thì Trang đã đạt được cái mục tiêu ban đầu của mình. À, chúng ta hãy cả nhà hãy tung bông tung hoa cảm ơn em Thùy Trang nhé. Em rất là xinh gái và tài năng. À, chị Tuyết Nhung rất là may mắn khi mà có một đồng đội như em đấy ạ. Chúc mừng chị Tuyết Nhung, chúc mừng Thùy Trang. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến một clip của một em đến từ Nghệ An. Chúng ta hãy cùng xem nhé. Xin mời Bùi Quỳnh chiếu cho chúng ta. Hiện mình đang sống cùng chồng và ba con nhỏ tại Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp bằng giỏi chuyên ngành kế toán, mình cũng đã có một công việc kinh doanh ổn định tại gia đình và chồng mình thì làm tại nhà máy. Nương hai vợ chồng cũng có thể gọi là có của ăn của để. Cuộc sống tưởng chừng như vậy là đầy đủ và an toàn, nhưng khi dịch bệnh diễn ra, cộng với nền kinh tế suy thoái và mọi mặt hàng hóa kinh doanh đều giảm sút sau dịch, tình hình kinh tế gia đình trên đà đi xuống. Trong lúc ấy, biết còn bao chuyện phải lo, đằng thì chi tiêu gia đình, nộp học cho con và rất nhiều khoản khác. Ngay lúc đấy biết nhận ra rằng mình cần phải đi tìm một nguồn thu nhập mới để đa dạng nguồn thu nhập chủ động trong cuộc sống. Thật may mắn cho Bích, khi biết tới mô hình kinh doanh Robby, Bích đã dành trọn một tháng trời để tìm hiểu chi tiết và cách vận hành mô hình business và dropshipping tại Robby. Và sự mong đợi ấy đúng là một giải pháp tuyệt vời dành cho những người luôn bận rộn với công việc kinh doanh và con cái cùng gia đình như Bích. Vâng, cả nhà đã biết đó là ai rồi đúng không ạ? Em Nguyễn Thị Bích, sinh năm 1990, đến từ Nghệ An. Em ở nhà chăm con và kinh doanh truyền thống. Mới tham gia vào Dropy từ tháng 5 năm 2023, nhưng mà đã đạt được cái quát một sao của mình. Đúng là tuổi trẻ tài cao đúng không ạ? Rất là chuyên nghiệp. Chắc chắn là kỹ năng sửa video hoặc là livestream của em rất là tốt đấy. Chúng ta sẽ cùng nghe trực tiếp em chia sẻ để học hỏi một chút kinh nghiệm về Bích nhé. Xin mời hot bát like Bích lên ạ. Dạ vâng, cái video mà cả nhà vừa coi đó là chính là cái động lực và cái cơ duyên mà em đã đi tìm mà gặp Robby. Cả nhà có nghe em Bích nói rõ không ạ? Có nghe thấy em ơi. Dạ vâng, em Bích xin được giới thiệu, em Bích tên đầy đủ là Nguyễn Thị Bích. Và cái lai lịch của em Bích thì nó hơi bị rườm rà, phức tạp một chút. Nhưng mà em Bích tin là cái lai lịch như thế này là em Bích sẽ có rất là nhiều các anh chị cùng đồng hương ở trong đây. À, em Bích thì hiện tại là sinh sinh ra ở Hải Dương, sống tới ở Hải Dương đến 6 tuổi thì em Bích vô Đắk Lắk. 12 tuổi thì em Bích chuyển qua Gia Lai và em Bích đã có thời gian học tập tại thành phố Đà Nẵng và hiện thì đã lấy chồng về Nghệ An. À, rất là rườm rà phải không ạ? Đấy, anh chị em nào mà hiện tại đang ở Gia Lai, Đắk Lắk rồi Đà Nẵng, Nghệ An có thể comment số 1 để cho em Bích lấy động lực nên ạ. À vâng.
Dạ vâng, thế thì câu chuyện của em Bích sắp chia sẻ ở dưới đây đấy, thì theo em Bích nghĩ là nó cũng không phải là một câu chuyện mà có cái danh thi đột biến, cũng không phải là một câu chuyện mà có một cái nghị lực phi thường như cái câu chuyện hôm qua em Bích được nghe ở chị Tường Vi rất chi là cảm động. Nhưng mà nếu như mà anh chị em đang ở một cái xuất phát điểm không cao và có mối quan hệ thì thực sự chưa 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 phải là chất lượng và không có địa vị xã hội, nhưng mà ta dám mạnh dạn bước qua vùng an toàn, tập trung hành động quyết liệt và hãy giữ hãy hãy đánh thức hãy anh đánh thức cái ý chí trong con người mình để cho nó thức tỉnh và dám bước qua giới hạn, thì chúng ta sẽ làm được một số cái việc mà chính bản thân chúng ta cũng không thể ngờ tới được. Thì đó chính là câu chuyện của em Bích, nó là một câu chuyện như thế. Vậy anh chị em đã sẵn sàng để nghe em Bích chia sẻ chưa ạ? Mình sẵn sàng để em Bích có thể tiếp tục chia sẻ với anh chị nhé. Hôm nay em Bích thì cũng được nhận được lời mời chia sẻ, nhưng đúng hôm nay em Bích hơi bị ốm, thế nên là có thể là giọng nó hơi khó nghe, nên là anh chị thông cảm. Có gì anh chị thông cảm. Vâng, như ở video thì em Bích đã chia sẻ đấy, thì em Bích là một bà mẹ có ba cô công chúa nhỏ và hiện thì đang sinh sống cùng chồng và Nghệ An, cùng chồng và các con tại Nghệ An. Và sau khi tốt nghiệp ngành kế toán thì có bằng loại giỏi, nhưng mà em Bích đã không đi làm mà là bỏ nhà đi theo trai. Nói như các cụ hay nói đây là dại lắm, bỏ nhà đi theo trai. Đó. Em Bích lấy chồng về Nghệ An và hiện tại thì cũng đang ở nhà nuôi ba cô công chúa và cộng với lại kinh doanh truyền thống như nãy em Bích đã giới thiệu. Nhưng mà cũng rất may cho em Bích á, là gia đình em Bích thì hiện tại thì cũng có gọi là có của ăn của để, nhưng mà sau một thời gian thì sau dịch sau thời gian sau dịch và cũng cái tháng này mà em Bích một có sau dịch thì em Bích có bị ốm một trận và nằm đó, và sau khi em Bích nằm đó thì em Bích thấy là mọi chi tiêu rồi công việc hoạt động kinh doanh rồi chăm con rồi nhất là kinh tế nó bị ứ trệ. Mình không lo được, mình không thể lo được cho gia đình, là thành ra nhiều việc là nó đọng lại á. Nhưng mà em Bích mới nằm suy nghĩ nghĩ làm sao là mình phải kiếm ra một cái công việc mà đến khi mà mình lỡ mà mình có ốm mà mình nằm cái này này thì mình nằm cái này thì vẫn còn có cái thu nhập để cho gia đình, không 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 phụ thuộc quá vào cái nguồn lao động mà nguồn thu nhập chủ động của mình. Thế là đó chính là cái cơ duyên mà em Bích đã đi tìm và gặp được Robby. Thì em Bích cũng vào Robby là được ở giữa tháng 5, khoảng ngày 15, đúng ngày 15 tháng 5 nữa là em Bích vào. Nhưng mà quá là công việc của em Bích thì như anh chị đã biết là bận rộn với hàng hóa để chăm sóc rồi dạy học cho ba đứa con nhỏ, nên là em Bích không có thời gian để mà xem video luôn, chỉ tranh thủ vào đêm. Thế là tìm hiểu các chính sách của Robby thì nâng na đến tận cuối tháng 6 á. Đến tận cuối tháng 6 luôn, là lúc đấy em Bích mới nghe là rầm rộ về cái chiến dịch là tốc chiến, chỉ còn 30 ngày nữa về đích. Đó, mình thì nói thật ra là cũng không biết là tốc chiến là cái gì. Đó, không 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 biết tốc chiến là cái gì. Đôi khi mà mình lên app mình còn cứ thấy cái chữ 90 ngày tốc chiến là thấy vướng, là còn thấy kéo kéo nó đi, nên là không biết tốc chiến là cái gì cả. Nhưng mà đến cuối năm, đến cuối tháng 6 là nghe các anh chị là rầm rộ là chuẩn bị về đích 90 ngày tốc chiến, thì em Bích đã quay sang hỏi Hòa. Em Bích sẽ quay sang hỏi Hòa là tốc chiến là cái gì, và được em Hòa nói rất là kỹ cho là tốc chiến là cái gì. Và em Bích đã nắm được một cái cơ hội, đó là tiết lộ được một cái cơ hội, đó là ở trong 90 ngày tốc chiến này đó thì cái điều kiện mà để lên một sao là chỉ còn là 30 boy đó, 30 triệu boy, khác với những cái tháng bình thường đó là 37,5 triệu boy. Vậy thì em Bích đã nghĩ là nắm mắt bắt được đây nó chính là cái cơ hội để mình có thể nắm cơ hội để có thể là hết rồi. Sao ạ?
Mạng của Bích lúc nãy hơi ấy một tí. Bích chia sẻ lại từ cái đoạn mà thấy tốc chiến là kéo luôn đi nhá. Ok. Dạ vâng, mạng này em ở đây ở chỗ em thì đang trời nó đang mưa nên cũng có thể là mạng nó hơi bị trục trặc một chút đó. Để em chia sẻ lại đó là thấy thấy cái áp tốc chiến đó, là mình thì cũng không biết là cái gì cả nên mình kéo luôn đi là cho nó đỡ vướng. Thế là sau này là thì mới hỏi nghe đến cuối tháng 6 ấy, là các anh chị em là đang nói ở trong group mà nói là rầm rộ là về kêu về đích 90 ngày còn một tháng cuối cùng. Thế em mới hỏi Hòa cho được rõ hơn thì được Hòa nói và em Bích đã nắm bắt được một cái thông tin quan trọng và Bích nghĩ đó là cái động lực để mà Bích cố gắng phấn đấu lên cốt một sao. Đó là Hòa nói là trong cái mùa tốc chiến này đó thì cái điều kiện lên cốt một sao chỉ là còn 30 triệu boy khác với những bình thường. Đó là khác với bình thường đó là 37 triệu boy. Đó. 37 triệu boy thì em Bích nghĩ đây chính là cái cơ hội cho mình để mình nắm bắt để mình có thể đặt ra mục tiêu và vươn tới. Em Bích đã đặt ra mục tiêu của tháng 7. Đó, em Bích đã đặt ra mục tiêu của tháng tháng 7 là cần phải lên cốt một sao. Cần phải lên cốt một sao, em Bích đã cố gắng hết sức trong khi là mình đã xem nhiều nhiều video rồi nhưng mà em Bích nghĩ là chưa thể xem hết được nhưng mình vẫn sẵn sàng để chiến đấu. Em đặt ra mục tiêu cốt một sao trong vòng tháng 7. Nhưng mà em biết 10 ngày đầu tiên của tháng 7. 10 ngày đầu tiên của tháng 7 là em biết vừa coi video này, vừa lan tỏa sản phẩm này và vừa giới thiệu cho các bạn khác cùng được biết tới Robby. Thế là đến mùng 10 ngày mùng 10 tháng 7 thì em biết nhìn lại thấy kết quả của mình là mới được chưa được 20 triệu. Rất là hoang mang. Lúc đấy mình nhắn tin lại cho lúc đấy mình nhắn tin lại cho chú Hòa đó là chú Hòa ấy, có khi chị đặt mục tiêu cao quá đôi khi sợ chị không vươn tới được đâu. Đấy. Mình đã có thấy ý chí là có thể là nhụt rồi, nhụt ý chí rồi, thấy nó sao mà mình làm hùng hục như thế mà vẫn chưa được 20 triệu mà hôm nay ngày 10 đó. Đấy. Là Hòa mới động viên Bích là chị cứ cố gắng lên, em nghĩ là chị làm được nhưng mà chị chắc chắn làm được. Thế là cả Hòa và cả cô Yến thì có động viên Bích là hãy cứ cố gắng lên đi. Vậy là em Bích nha, lao vào điên điên cuồng, lao vào làm điên cuồng luôn, chia sẻ điên cuồng. Đó. Nhưng mà trong đấy là cũng có là rất là nhiều sản phẩm nhưng mà em Bích nói chung là cũng học được khá nhiều rồi nên là mình vẫn tự tin để chia sẻ nhiều sản phẩm thì cho nhiều khách hàng, ví dụ như mình nghĩ là còn 20 ngày nữa là hết tháng rồi nên là phải chia sẻ này rồi giới thiệu khách hàng này, cứ gặp nếu như mà gặp 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 ai nữa, gặp ai mà thiếu đồ gia dụng thì mình sẽ giới thiệu là gia dụng Gluten, gặp ai mà có ô tô thì mình sẽ giới thiệu máy lọc không khí. Rồi ai mà muốn tăng cân, giảm cân thì em Bích sẽ giới thiệu liệu trình 21 ngày. Rồi ai mà thích uống sữa hạt thì có Satika. Ai có con nhỏ thì em Bích sẽ giới thiệu ngay Nesgo và Mizu. Có nghĩa là mình chia sẻ một cách điên cuồng như thế. Và đúng, cái câu này mình cũng có nghe được chị Sự nói này. Đây là đúng là chia sẻ điên cuồng. Cái gì đây ạ? Để em Bích xem các chị nhắn gì. À không, có chị ở trong nhóm mà nhắn nên nó cứ nổi nên là mấy chị ở trong ekip 4 nhá, đăng này bằng em đang 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 dùng bằng điện thoại nên là các chị nhắn nhiều quá nữa. Dạ vâng, thế đâu rồi em chia sẻ tới cái đoạn nào rồi đây? À rồi. Miễn là mình cứ thấy khách hàng là mình chia sẻ về sản phẩm, nói như mình có nghe một cái câu chia sẻ điên cuồng của chị Sự đấy, cho đi điên cuồng, chia sẻ điên cuồng và đúng là như thế. Sau 10 năm ngày sau, đúng 10 năm ngày sau thì em Bích đã với sự giúp đỡ nhiệt tình của chú Hòa và cô Yến là những người tuyến trên của Bích đã giúp cho em Bích đến về đích rất là sớm, về đích ngày 25 của tháng 7 là em Bích đã hoàn thành
được mục tiêu với cái doanh số là 78 triệu 800. Đó. Và em biết tuyển được 6 đại lý. Đó. Em biết lúc đó nhìn lại mình, không nghĩ là mình có thể làm được như thế, và cũng không nghĩ là trong 15 ngày mà mình có thể, mà đến ngày thứ 10 là mình cảm thấy nhụt chí, có thể là mục tiêu quá cao, không muốn bước tiếp, sợ mình làm không được. Nhưng mà 15 ngày sau thì mình lại về đích một cách ngoại mục, nên là mình không tin vào bản thân mình ạ. Tính mình còn không tin vào bản thân mình. Nên là em biết chia sẻ ở đây này, em biết nghĩ là nếu như mà bạn cứ hãy nỗ lực hành động và hành động một cách điên cuồng thì thành công nó sẽ tự đến thôi. Nó sẽ tự đến đến. Ở đây có đã anh chị nào đã nghe tới cái câu mà khi về đích rồi, đúng mình mới thấm tới một cái câu anh chị đã từng nghe được, cái câu là nghĩ đến tương lai rơi nước mắt ngoảnh lại quá khứ tắt mồ hôi chưa đấy. Em thấy cái câu đấy nó đúng với em luôn đấy, khi mà đặt ra mục tiêu ấy thì nhìn về tương lai là muốn rơi nước mắt rồi đấy, muốn rơi nước mắt sợ làm không được. Nhưng mà khi mình qua rồi thì mình nhìn lại thấy đúng là muốn tắt mồ hôi về những cái gì mà mình đã làm được và đạt được đấy, qua đó những anh chị em thông cảm. Hôm nay em bị ốm nhưng cố gắng chia sẻ với anh chị em mình, để xin phép cho anh chị em mà cho em biết uống miếng nước nha. Vâng. Em biết xin được chia sẻ tiếp, anh chị còn nghe không ạ? Em biết sợ là cái mạng cái biết nó hơn. Anh chị còn nghe em biết nói không ạ? Chắc không thấy ai comment nói gì hả? Anh chị còn nghe em biết nói không ạ? Còn á, Bích vẫn ok á, Bích chia sẻ tiếp nhé. Dạ. Bích còn 2 phút. Dạ vâng, em cũng xong rồi đây ạ. Cái câu chuyện của em Bích đến với Robbie thì nó là như vậy, và công việc và cái mục tiêu mà em Bích đã đạt được nó là như vậy thôi, mà chỉ nhắn nhủ lại với chị em còn tham gia, còn đang ngần ngại đây này. Đúng như em Bích hồi đầu vào cũng thế thôi, chỉ 1-2 tháng đầu là mình còn ngần ngại mọi việc. Còn sợ thế này, còn sợ thế kia, thì các anh chị em hãy cứ mạnh mẽ lên, mạnh mẽ và hành động quyết liệt lên thì kết quả nó sẽ tự đến thôi. Và sau cùng nữa thì em Bích cũng xin được cảm ơn ekip chương trình, cảm ơn công ty đã tạo ra môi trường kinh doanh thật là hoàn hảo. Em Bích nghĩ là sẽ không còn ở đâu có một cái môi trường kinh doanh hoàn hảo hơn như thế nữa. Mà mong anh chị em ở trong room này hãy cố gắng phấn đấu, và nhất định là sẽ gặt hái được quả ngọt ở tại Robby thôi. Và miễn sao là mình đừng có từ bỏ, đi nhanh hay đi chậm không là vấn đề, miễn sao đừng có từ bỏ thì nhất định anh chị sẽ thành công. Còn em Bích xin hết lời nhé. Cảm ơn cái phần chia sẻ của Bích, một phần chia sẻ mà vô cùng là năng lượng. Đúng là cứ cháy hết mình, sống hết mình với lý tưởng thì chắc chắn nó sẽ thành công. Có thể là bước đầu chúng ta sẽ gặp những khó khăn, nhưng mà nếu như mà chúng ta vượt được qua cái khó khăn đấy rồi thì chúng ta sẽ có những thành quả rất là ngọt ngào, đúng không ạ? Cả nhà hãy tung bông tung hoa. Cảm ơn Bích một phần chia sẻ ốm và chia sẻ đầy năng lượng như thế, đúng không ạ? Nên là mọi người mỗi lần được lên chia sẻ thì không nên gọi là từ chối hay là lăn tăn. Nhiều bạn là nhiều anh chị em là khi mà mời lên chia sẻ thì cứ hay ngại, không muốn lên, nhưng mà cứ lên rồi thì mình sẽ nói bằng cái gọi là từ trong trái tim của mình, thì câu chuyện nó sẽ rất là cảm động và tạo cho mình một cái thói quen gọi được rèn luyện kỹ năng nói. Nhưng bản thân Nhung đây bây giờ còn làm được MC, trước đây thì lên cũng rất là xấu hổ, nhưng mà bây giờ đã làm được MC rồi, vậy thì mọi sự rèn luyện đều có thể thành kết quả, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần chia sẻ đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đó là bạn Ý Anh, bạn ấy bên ngành du lịch.
và bạn đã tham gia vào Rugby từ tháng 4 năm 2023. À, thành tích của bạn sau 90 ngày tốc chiến là bạn đã đạt được thành tích quát một sao. Mời cả nhà hãy cùng lắng nghe ý anh lên chia sẻ nhé. Xin mời ý anh ạ. Dạ, cả nhà nha. Cảm ơn chị MC duyên dáng và đầy năng lượng chị Nhung Trần. Thì em tên là Ý Anh, thì hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì trước tiên thì Ý Anh cảm ơn các mentor, cảm ơn Quỳnh Quỳnh và cái ekip chuẩn bị cái Zoom 5 giờ sáng hôm nay đầy năng lượng và chuyên nghiệp nha. Và đặc biệt Ý Anh cảm ơn Robbie, ban lãnh đạo đã tạo ra cái mô hình kinh doanh đầy nhân văn và hết sức là tuyệt vời. Thì ý anh cũng chia sẻ cái cơ duyên mà ý anh đến với rugby. Là trước kia thì ý anh làm trong ngành du lịch, thì bên chuyên chuyên ngành chuyên cái mảng là lưu trú và ăn uống á, F&B á, thì mình cũng có mong ước là sẽ làm cái kinh doanh riêng một cái gì đó về khách sạn mini chẳng hạn, hay là cái quán ăn nho nhỏ, hay là quán cà phê, thì hay làm cái nhóm trẻ hay cái trường mầm non những mang cái tên của mình. Thì đó là cái dự tính của anh trước khi dịch, mà khi mà dịch diễn ra thì cái ngành du lịch nó bị đóng băng trong thời gian rất là dài, thì nó ảnh hưởng tới rất nhiều thứ. Du lịch thì khách sạn, nhà hàng hay quán cà phê, hay là đặc biệt nhóm trẻ, nhà trẻ cũng đóng băng luôn. Thành ra những cái mong muốn của anh cũng chưa có được thực hiện. Trong khi đó là mình cũng lên dự toán, lên kế hoạch hết rồi nhưng mà vẫn chưa thực hiện được. Thì ở trong trong cái thời gian mà đóng băng lâu dài đó, thì anh cũng mong muốn để tìm một cái công việc nào thêm để mà mình cải thiện thêm thu nhập. Đặc biệt là việc tương lai thì mình cũng không mình cũng đỡ phải phải lo về cái tài chính cho mình nữa. Thì anh biết đến kinh doanh online thì cái giai đoạn lúc này thì rất là hot. Thì tại anh làm trong ngành du lịch, cũng làm bên 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 cũng trải qua cái kinh doanh online rồi, nhưng mà cái hình thức kinh doanh ở trong ngành du lịch cũng khác so với rugby, khác nhiều lắm. Nên mà và trước khi mà mình gia nhập rugby, thì mình cũng tìm một cái sản phẩm nào đó để mình kinh doanh online. Mình có thể chủ động được thời gian, mình ngồi đó mà làm cũng được, muốn làm lúc nào cũng được, ngủ cũng tạo ra doanh thu. Thì lúc đó anh cũng cũng đi tìm rất là nhiều nhà cung cấp, thấy anh cứ thích cái ngành thời trang á, đi tìm nhiều nhà cung cấp lắm, cũng tới tới nhà cung cấp, tới cái xưởng sản xuất người ta xem, xong rồi cũng lên lên danh sách là mình sẽ mua được nhà cung cấp này những cái sản phẩm này, nhà cung cấp kia những cái sản phẩm kia, cũng lên đơn hàng, đơn giá thành tiền hết rồi, cũng chờ tới ngày giao hàng thôi, nhưng mà mình chưa có đặt cọc. Nhưng mà trong cái thời gian đó 3 4 ngày thôi, thì mình cứ kêu là thôi từ từ nhận hàng, để mình đăng sản phẩm lên mình bán 1 tuần 2 tuần như thế nào thì để xem thử. Nhưng mà mình lúc đó mình chưa có cái kết quả gì hết, thì trong khi đó mình cũng tìm hiểu thêm, cũng trên mạng để xem thử tìm nhà cung cấp nào mà họ có rất nhiều những cái sản phẩm mà mình cần đâu order đó cũng được, không có nhất thiết phải ôm hàng nhập hàng và tìm mãi tìm, cuối cùng cũng không phụ lòng mình. Mình tìm thấy Robby và cái anh đăng ký ở trong đó. Thì sao ông đăng ký rõ ràng là đăng ký cái gọi cho mình giờ hành chính, mà 2 ngày không thấy ai gọi, sau đó anh lại đăng ký lại một lần nữa, thì cũng 2 ngày sau thì cũng chưa có thấy ai gọi cho mình hết. Mình còn thầm nghĩ là ơ ở chỗ này làm việc thiếu chuyên nghiệp gì trời, đăng ký 2 3 lần mà cũng không có thấy ai cho mình hết. Thì sau đó thì có một chị nói chuyện tự nhiên, nhiệt tình, lịch sự lắm, là chị Trang, chị Thu Trang, mentor bây giờ của anh đó. Thì lúc đó là buổi chiều, thì hai chị em nói chuyện xong rồi lúc tối là anh vô vô Zoom luôn, vô Zoom BB luôn. Thì buổi tối đó là chia sẻ của bạn Võ Tuyết á, sau khi nghe xong 90 phút thì ý anh quyết định làm luôn, đăng ký đại lý luôn. Tại vì nghe là 3.000 sản phẩm
Chả lẽ mình không bán được cái dòng sản phẩm nào, mình mua mình xài không á, mình cũng đủ lời rồi. Thực ra cái quỹ 1,5 triệu hay 2,5 triệu cũng chẳng là quan trọng gì hết so với cái những gì mà người ta mang lại cho mình. Nên đi anh đăng ký luôn ở trong đêm luôn thì cái nhưng mà có mục đích của anh không phải mua mua đi dùng đúng không? Thì trong anh đã ký hợp đồng online vào ngày 23 tháng 4 á, thì cuối tháng 4 mà, cho nên là gần tới lễ đó, mình cũng chưa, mình cũng hơi mê tín một xíu, mà mình cũng xem tới ngày nào được đến mình khai trương, chưa có ngày nào được hết. Mà trong khi đó lễ của mình đó là được nghỉ 4 5 ngày liên tục, thế thôi mình khai trương lại, nhưng mà nói đại chứ mà mình cũng làm được cái thương. Xin lỗi. Thì nói là đại như vậy, anh cũng viết một cái bài khai trương đàng hoàng, cũng thông báo cho mình kinh doanh Ruby những cái sản phẩm, dòng sản phẩm như thế này, nhà cung cấp này xịn sò, những cái dòng sản phẩm mà cung cấp những cái dòng sản phẩm mà khách hàng được bảo hộ quyền sử dụng chẳng hạn, thì bao nhiêu anh viết cũng dài lắm, cũng nếu mà cũng chắc cũng tầm trang A4 á, thì lúc đó Facebook anh ít người lắm, cũng tầm 400 thôi. Ý anh thì cũng có nhiều mối quan hệ, nhưng mà xưa giờ cái Facebook anh hầu như là ý anh kén bạn lắm, không không có nhất thiết phải, hồi xưa có suy nghĩ là không nhất thiết phải kết nhiều bạn để làm gì hết, nhưng mà Zalo hay là những cái nền tảng nền tảng khác thì anh có nhiều. Rồi sau đó tháng 4 thì mình khai trương, mình bán 2 3 ngày đầu tiên thì mình bán giống như cho vui để lấy ngày thôi. Qua tháng 5 thì mình bắt đầu mình học mà 4 buổi nền tảng, với lại lúc đó thì mình cũng vẫn chưa có chọn được cái dòng sản phẩm nào để mà kinh doanh trọng tâm vào cái đó, thì mình cứ đăng bán nhiều lên để mình xem cái thị trường thị hiếu của cái tệp khách hàng của mình như thế nào, thì sau đó mình mới 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 rút ra được là mình phù hợp với cái dòng sản phẩm nào. Thì qua một cái tuần đầu tiên khi anh học á, lại học zoom sáng zoom trưa zoom tối, học liên tục tì luôn, rối luôn, thời gian đảo lộn, con cái thì đang học nó lại nó bu, nó nói nó khóc, nó chồng ơi nhức hết cả đầu. Thì qua cái tuần thứ hai thì anh cũng sắp xếp cân đối lại cái thời gian của mình tham gia một zoom buổi tối thôi, thì ngày nào mình cũng tham gia hết. Trong cái tháng đầu tiên thì tháng năm á, thì anh chủ yếu là học tìm hiểu sản phẩm rồi thích nghi, chưa có thích nghi với cái môi trường Robby đâu, tại trước giờ anh không kinh doanh theo cái kiểu này, kinh doanh theo kiểu truyền thống á, cũng không có đội nhóm mà giống như ở trong này đâu. Hồi xưa vẫn biết là vẫn biết là hồi xưa mình làm du lịch thì vẫn biết là những cái công ty đa cấp á, thì họ làm đội nhóm là tuyển gì nhánh 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 từ lưa hết, thì mình vô đây mình cũng chả biết là mình phải tuyển dụng đâu, thì lúc đầu mình chỉ biết là vô là để bán hàng, để tìm nguồn hàng có sẵn thôi. Thì con ra ngoài một xíu nha. Rồi thì lúc này thì mà trong cái giai đoạn này thì con trai cả của anh đó là chuẩn bị tốt nghiệp lớp 5 á, thành ra thời gian ấy anh dành cho Robby ít lắm, anh đồng hành cùng con thì hầu như vừa zoom vừa bên trái á, thì thằng nhỏ bên phải là thằng lớn ôn bài cho ảnh, xong có khi là 11 giờ rưỡi mới đi ngủ luôn, thành ra 5 giờ sáng thì anh không thể nào mà dậy nổi. Mặc dù 5 giờ rưỡi sáng anh đã dậy rồi, nhưng mà cái zoom 5 giờ lại anh chưa thực chưa thì chưa tham gia được, mặc dù mình biết là nó hay lắm nhưng mà chưa chưa tham gia được, mình cảm thấy là như thế là chưa được, và mình vẫn chưa khắc phục được cái việc đó. Thì tháng năm anh bán vừa anh cũng chưa có chia sẻ liền đâu, lúc tháng năm anh bán hoa hồng cũng được 3 triệu thôi, anh không có quan trọng với cái việc là 2 triệu hay 5 triệu hay bao nhiêu cả. Thì lúc đầu mình cũng khó khăn mà, thì mình phải tìm hiểu, mình có giai đoạn thích nghi, phải có giai đoạn hiểu cảm và yêu Robby thì mình mới chia sẻ cái cơ hội này cho người khác. Thì lúc đầu thì anh chỉ thì xong tháng 5 á, bắt đầu từ ngày 12 tháng 6 thì anh mới bắt đầu làm cái banner, cái poster để mà tuyển đại lý á. Thì lúc đó anh chỉ nghĩ là tuyển qua mối quan hệ hay là marketing không đồng thôi, vẫn nghe
vẫn nghe là mua data, nhưng mà mình nghĩ mua data đó là mua từ cái đưa những cái công ty viễn thông thôi, chứ không có nghĩ là mua data từ cái center, cái data center của Rockmi mình. Thì lúc đó anh cái gửi poster lựa chọn lắm, cũng gửi cho những cái người mà thực sự có nhu cầu, những người bạn, những người đồng nghiệp hay là những người mà anh quen biết á, thì họ cũng đón nhận. Và nhưng mà chắc là họ cũng phải tìm hiểu. Thì sau đó là anh có chia sẻ với chị Thu Trang, xong rồi nãy em làm như vậy đấy, chị Trang nói thế em chị đưa chị cái data cũng gọi thử nha, thế chị đưa với anh hai ba cái data với anh gọi thử. Thế anh ủa chị mua cái này ở đâu vậy, chỉ em đi. Chị nói là ở trong app á. Thế là ngày hôm sau với anh chơi luôn, với anh đăng ký mua luôn data. Thì mỗi ngày anh gọi đều đặn data 3, 4 hay 5. Giai đoạn đầu là anh đăng ký 5, 6 data luôn. Thì 2 ngày đầu tiên mà anh mua data là anh tuyển được 3 bạn mà anh không có qua BDB. BDB thì cũng may mắn thôi. Hay là chả biết tại sao nữa, nhưng mà mình chia sẻ được, mình nắm được Robin là như thế nào. Mình có, tại vì khi mình chia sẻ đó, rất nhiều người luôn, những người ngộ lắm, hỏi cái gì mình cũng phải biết đúng không. Thì trước khi chia sẻ anh cũng có đọc cái bài sự khác nhau giữa Robin với các công ty đa cấp hay là công ty truyền thống trên Facebook của chị Lê Sử. Thì anh cũng cũng nắm ra, với nhiều người hỏi lắm. Thì tất nhiên là anh khẳng định rồi, đây chả phải là đa cấp gì cả. Thì cái việc chia sẻ anh tự lắp ok rồi. Thì trong cái tháng đầu tiên anh chia sẻ được khoảng tầm khoảng 10 đại lý á, thì trong đó thì là vừa mối quan hệ vừa data luôn. Thì anh duy trì cái công việc đó hàng ngày. Thì qua tháng sau khi mà anh tuyển được ba đại lý đầu tiên, thì ngày hôm sau thì anh tự kỷ luật bản thân mình, tự thấy mình còn phải có trách nhiệm, và anh tham gia 5 em từ cái lúc ngày 23 tháng 6 cho tới bây giờ luôn, anh tham gia điều làm. Rồi qua tháng 7 thì anh là công ty cho mình là phải đạt được 30 triệu, 30 triệu voi. Thì nhưng mà phải hoàn thành trước ngày 26 tháng 7, tại vì ngày 27 tháng 7 là gia đình với anh phải về quê có một số việc á. Thành ra anh phải đặt mục tiêu cho mình là tới ngày trước ngày 26 tháng 7 anh phải hoàn thành. Thì anh có nói với chị Trang là em phải hoàn thành trước ngày đó. Thì cũng may mắn anh hoàn thành trước theo như cái kế hoạch của anh. Và trong cái tuần mà anh về quê á, thì anh cũng không có bán nhiều, tại vì hơi bận á. Xin trong lúc mà cuối thì mọi người đều phải chạy chạy chạy, chạy đôn chạy đáo, thì mình cái cuối là mình hoàn thành thôi, bây giờ tạm thời về quê cái đã, mình xử lý một số công việc xong rồi mình vào mình chiến tiếp. Thì thực ra thì cái cốt 1 sao thì bây giờ đối với anh nó giống như là một bước ngoặt đầu tiên thôi, nó còn với anh còn còn nhiều thời gian và những cái nỗ lực nhiều nữa trong cái tương lai. Thì nhân qua đây thì anh cũng có những cái lời nhắn nhủ đối với các đại lý mới, các cộng viên, thì nhất là tất cả các bạn cộng tác viên, các bạn cứ mạnh dạn đăng ký đại lý đi, 1,5 triệu, 2,5 triệu, hay 15 triệu, hay 100, 1 triệu, có mất đi đâu. Thì cái phần đó các bạn không làm thì bạn cũng lấy lại thôi, nhưng mà so với những gì mình rút bên cung cấp cho mình, rút bên cho mình cái phương tiện là quá tuyệt vời rồi, thì nó còn lời hơn cái số đó nữa. Thì các bạn cứ mạnh dạn lên, quyết định mạnh mẽ lên, mình làm giống như đại lý, tự nhiên mình không có được hưởng những cái chiết khấu, những cái quyền lợi đặc quyền giống như đại lý thì rất là phí, lãng phí, tại vì mình không bị mất đi mà, đúng không. Thì và ít nhất thì các bạn cũng phải học đủ 4 buổi nền tảng, và đặc biệt là học cái buổi 14 giờ thứ bảy đó, cái buổi đó là anh học xong rồi anh mới tìm ra chân ái của mình là ở đây. Mình học 4 buổi đầu tiên khi mình chỉ là bán hàng thôi, thì học để anh nhớ cái buổi thứ tư là của bạn Liên Nguyễn chia sẻ, bạn nói tuyển đại lý mình cũng lạ lắm, mình cái mình có comment trong đó là tuyển đại lý là như thế nào mà không thấy ai trả lời. Thành ra hồi đó mình bị trôi cái phần đó. Sau khi mình học cái buổi thứ năm á, 14 giờ thứ bảy á, cái buổi đó quan trọng, cái buổi đó là cũng giống như khai mở thêm cho mình tìm ra được cái chân ái của mình.
Rồi. Robby thì cho mình cái phương tiện, cái công cụ rất đầy đủ, quá tuyệt vời rồi, cho nên là chúng ta vừa vừa nên nên là vừa bán hàng, vừa chia sẻ, vừa tuyển dụng thì nó mới, chứ không là nó rất là lãng phí nha. Thời gian mình làm cũng giống như những người khác, mà một ngày mình cũng có 24 tiếng thì mình không có tận dụng hết thì lãng phí lắm. Thì đặc biệt là các bạn nên tham gia 5 AM hàng ngày thì nó tạo ra cho mình có động lực, một cái năng lượng, mỗi ngày mình cập nhật một chút xíu thì mình sẽ có một kho tàng kiến thức. Rồi mình cũng nên lắng nghe những cái người đi trước, những cái người mà hướng dẫn mình á, thì họ hướng dẫn đi trước mình một ngày thì họ vẫn có kinh nghiệm hơn mình, thì mình nên lắng nghe họ, nên lắng nghe họ để mà mình làm đâu sai đâu thì mình sửa đó. Tại vì trước khi nào mà mình không làm thì mình mới không sai thôi, mình càng làm nên mình càng sai, cái chuyện đó là hết sức bình thường. Thì và đặc biệt là hết sức là kiên trì, và kiên trì thì mình sẽ tạo ra một cái kết quả thôi. Thì một lần nữa anh xin chân thành cảm ơn các mentor, cảm ơn các ban lãnh đạo Robby đã tạo ra cái môi trường kinh doanh đầy tính nhân văn và hết sức tuyệt vời. Cảm ơn chị Thu Trang đã mentor của anh, đã hỗ trợ anh trực tiếp. Cảm ơn các bạn trong nhóm với anh, đặc biệt cảm ơn team đã đồng hành cùng với anh, và anh cảm ơn cả các chị có mặt trong Zoom sáng nay lắng nghe và chia sẻ với anh nha. Rồi chúc cả nhà nhiều sức khỏe và hãy luôn kiên trì với sự lựa chọn của mình. Xin chào. Honey, anh chia sẻ thật là năng lượng, một cô gái xinh xắn và đầy năng lượng đúng không ạ? Trong một tháng mà tuyển được 10 đại lý qua data thì cũng lại là thành data rồi. Xin được chúc mừng em. Đúng là làm gì cũng phải kiên trì, chịu khó. 50 em là chân ái của Rugby rồi, không có gì để bàn cãi nữa. Chúng ta vào đây thì chúng ta bắt buộc phải tạo cho mình cái động lực để mà phấn đấu. Cái bước một quan một sao là cái bậc thang đầu tiên mà để đi đến thành công. Xin được gửi bông hoa chúc mừng ý anh, chúc mừng em và chúc em sẽ đạt được những kết quả tốt nhất trong thời gian tới. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một chị đến từ Hà Nội, chị Vũ Thị Oanh. Chị hiện tại đang là giáo viên và chị vào Rugby từ tháng 2 năm 2023 thôi, nhưng mà chị đang đạt được đến thành tích là quát 2 sao rồi. Sau 90 ngày tức chiến thì đây là một thành tích cũng rất là tuyệt vời rồi ạ. Xin mời chị Yếu Anh ạ. Xin chào các anh chị em trong Zoom nhá, và xin chào MC xinh đẹp Tuyết Nhung, Trần Nhung. Mình xin đính chính lại, đó là mình mới là cốt 1 sao thôi. Thật ra thì kể đến NLP, không biết mọi người có nghe đến anh nói rồi không nhỉ? Thật ra thì kể đến cơ duyên biết và làm NLP thì nó của anh nó hơi dài dòng đó. Vì sao? Bởi vì tính của anh nó hơi bị ngang một chút. Thì vào năm 2021, thật ra là vào năm 2021, mãi hôm qua mình mới dở lại cái lịch trình đấy, thì đúng ra là tháng 7 năm 2021 thì mình đã biết đến cái mô hình kinh doanh NLP. Nhưng mà ngày ý thì anh không để ý gì, nói chung là được người ta chia sẻ xong là về gấp sổ để đấy thôi, bởi vì là anh đang có một cái hệ thống kinh doanh bên ngoài nên là không không hề để ý đến cái NLP. Rồi đến tháng 7 năm 2022 thì được bạn Trịnh Thúy Hà là người bạn cùng lớp học đại học với anh cũng chia sẻ về NLP, nhưng anh cũng gạt qua, bởi vì sao? Mục đích của anh là đang muốn hà vào cái team của anh bên cái hệ thống bên kia của anh cơ đấy, cho nên là anh cũng bỏ qua mất cái cơ hội NLP. Nhưng mà mãi đến tháng 2 năm 2023, tức là thời gian vừa rồi ấy, thì anh trực tiếp gọi cho Hà thôi, bởi vì Hà thấy anh đang làm hệ thống bên kia rồi thì Hà cũng không hay chia sẻ cho anh nữa. Thế là đến tháng 2 vừa rồi đến tháng 2 vừa rồi thì anh không bị Hà chốt, mà anh trực tiếp chốt đó, lại trực tiếp chốt bằng cách là anh gọi điện trực tiếp cho Hà, bảo là Hà ơi, Tết ra thế này thì mày xem là bên Dropi có cái khuyến mại gì không, chị đang thích mua cái máy ép chậm bên đấy. Thế là Hà nói một câu thôi, nó bảo là bà ơi, Dropi bây giờ đang giảm ký quỹ còn có 1,5 triệu đấy, bà vào đấy đi, đăng ký lấy cái đại lý mà thích mua gì thì mua. Thế Hà nói mỗi câu đấy thôi, bảo anh cũng không để Hà nói nhiều. Thế là anh chốt luôn làm đại lý, có nghĩa là mình tự chốt.
Thì khi vào đầu Robi tính ra là từ mùng 4 tháng 2 năm 2023, nhưng mà cả cái tháng 4 đấy thì anh hoạt động được có mỗi một tuần à. Thậm chí bài của anh cũng chưa thèm học nữa cơ, chưa buồn học nữa cơ. Nhưng mà trong cái một tuần đấy thì anh lại cũng có một đại lý, và anh bị mất mất hai đại lý. Vì sao? Bởi vì anh không hề học gì hết, tức là anh đi chia, tức là anh cũng không phải là đi chia sẻ, mà có nghĩa là anh cũng thấy nó gọi là cũng hay hay một chút đấy, thế là anh chia sẻ thì anh chưa nắm rõ được. Thế là thậm chí cái người hôm đấy lên tiền để xuống ký quỹ, họ hỏi mình là thế lên kiểu gì vào kiểu gì, thế anh không biết thao tác thực hành kiểu gì cơ. Thế gọi cho Hà thì Hà quá bận không được, thế là anh mất mất hai đại lý vào đấy tháng 2 năm 20 à tháng 2 và tháng 2 đấy. Thì đến tháng 3 thì anh lại để ý thời gian hơn một chút để vào cái xem mô hình đầu pin này nó thực hư như thế nào. Thì khi nghe thì cũng nói chung là lúc đấy thì mới để ý thời gian hơn. Thì tháng 3 và tháng 4 thì anh tuyển được, tức là anh cũng đi chia sẻ được cho mấy người và cũng được thêm được khoảng ba đại lý, lúc đấy mới là ba đại lý chính thức. Căn bản là cái hệ thống cũ của anh là anh vẫn cứ phải ôm hàng nhiều từ tháng 2 vừa rồi rồi, cho nên là không thể dứt ra được để làm tập trung cho dropy, cho nên coi như là cứ phải vừa chạy hai chân trên nọ chân kia vậy. Xong đến tháng tháng 5 vào cái ngày ký quỹ mà giảm, có nghĩa là hỗ trợ ký quỹ không đồng ấy, thì anh chia sẻ cho 6 người. 6 người thì lúc đấy thì anh cũng biết sâu về cái dropy hơn rồi, thì 6 người là đạt cả 6 người ra vào đại lý làm luôn. Không, anh bảo ô thế không nghĩ là cái chia sẻ vào dropy hay như thế này mà sao mình lại bỏ qua từ từ 2 năm về trước nhỉ. Đó, thế là anh nghĩ thế. Thì đến tháng tháng 5, tức là 30 và 31 tháng 5 ấy, thì là được tận 6 người trong một ngày thôi, là được 6 người vào đại lý chính thức luôn. Rồi đến đến tháng 6 thì từ những 6 người đấy thì là anh cũng đi hỗ trợ thêm, thì là cũng nhân thêm ra những đại lý. Nhưng mà đến tháng 6 thì anh lại bị trùng một chút là cái hệ thống cũ nó bị phá giá thì anh buồn. Nó phá giá, nó gãy hệ thống thì anh buồn, anh lại cũng không, tức là anh cũng nản, không tập trung được cả hai. Thì lúc đấy là Hà mới gọi điện cho anh là Hà bảo hình như cái tháng 6 này em không thấy chị hoạt động thì phải. Đó, thì mình cũng kể cho Hà bảo chị đợt này nó đang có cái vấn đề cho nên là tự nhiên nó mất nhỉ. Tức là nói với Hà thế thôi, nhưng mà vào cuối tháng 6 thì anh tập trung lại thì cho đến tháng 7 thì cho đến tháng 7 là cái mùa tốc chiến, gọi là kết thúc mùa tốc chiến ấy, thì anh được cái là cả hệ thống cũng hỗ trợ. Trong cái đấy là vừa tuyển dụng vừa chia sẻ và vừa bán hàng thì cũng được 25 bạn vào trong cái dropy này. Thì dường như là ai cũng mua đơn cho mình, cũng như thể là ai cũng chia sẻ thêm cái cơ hội khác, cơ hội cho người khác. Và Hà cũng có nói là thế đã biết rõ về tốc chiến chưa và đã biết về rõ về dropy chưa. Thì là nếu như mọi người, nói chung là nếu như mọi người mà quan tâm đến oanh thì tháng 3 là oanh cũng hay hay vào Zoom buổi sáng lắm. Nhưng mà anh bị mất nhiệt mất một tháng thì đấy, xong anh không để ý. Bây giờ thì mới quay trở lại từ tháng 7 đến giờ. Thì nói chung là rất mời cái mô hình này thì anh thấy rất chi là hay, và khi chia sẻ thì anh thấy là tuyển dụng nó dễ dàng hơn. Và khi đại lý vào bán hàng ấy thì người ta không phải bỏ vốn ôm hàng, mà không không bị áp lực gì cả. Và khi không bỏ vốn ôm hàng thì người ta đến cứ cứ mùng 10 hàng tháng, có nghĩa là trong một tháng chúng ta cứ tập trung bán hàng, quên đi để bán hàng. Thì đến mùng 10 hàng tháng thì mình thu được cái lượng hoa hồng đấy, và cái món hoa hồng đấy nó là một khoản để chúng ta sử dụng được cái việc lớn đó. Nhưng mà cái hệ thống ở ngoài kia là chúng ta phải bỏ tiền cục ra để chúng ta ôm hàng về chúng ta lại bán lẻ, có nghĩa là bỏ tiền cục nhưng mà lại thu tiền gì à, thu tiền rời đó. Đấy chính là cái nhược điểm của cái hệ thống bên ngoài, không đến khi nó vỡ hệ thống với mình cực kỳ nhụt chí luôn. Nhưng mà trong cái dropship này thì không không bỏ một xu nào để ôm hàng cả, mà mình bán được bao nhiêu là mình đút túi bấy nhiêu. Nên là mình cảm thấy là rất hay ở cái hệ thống này. Thì qua cái mô hình dropy này thì anh muốn nhắn nhủ tới mọi người là làm cái gì thì làm, mình cứ tập trung là có thu nhập, và mình không nên bỏ cuộc, không nên phụ thuộc vào cái năng lượng của người khác, mà mình hãy giữ cái năng lượng cho mình. Đặc biệt là những ai mà là đại lý, là cộng tác viên hoặc là đại lý mà chưa có thành quả, thì anh nghĩ là tập trung vào là chắc chắn là sẽ có quả thành quả. Chẳng hạn như là nói thật là anh tập trung có mỗi tháng 5 và tháng 7 mà đã là lên cốt 1 sao, thì anh nghĩ là các bạn là làm tốt hơn anh rất nhiều, bởi vì là các bạn tập trung vào một mối, còn anh thì đang bị lan man những cái mối bên ngoài từ cũ đến giờ, cho nên là anh vẫn vẫn bị cái bên ngoài đó nó thôi thúc, nên là chưa hoàn thiện về dropy được. Nhưng mà hy vọng rằng là từ cái tháng 7 này trở đi thì anh sẽ tập trung vào dropy nhiều hơn. Qua đây mình cảm ơn Đầu Đầu Bi rất nhiều nha, đã cho mình một mô hình kinh doanh cũng khá hay mà
Thật sự là đến bây giờ là 5 tháng trôi qua nhưng mới có hơn 2 tháng tập trung thì mình đã có một cái thành quả, mặc dù là nó chưa lớn nhưng đó cũng là cái động lực để mình dấn thân sâu hơn vào Dropy. Và cảm ơn em Trịnh Thúy Hà nhé, một người mentor quá tuyệt vời và một người bạn học cùng lớp đại học với anh. Anh không nghĩ Hà lại là quá tuyệt vời đến như thế, bởi vì trước đây là anh toàn toàn chốt Hà vào hệ thống của anh thôi, nhưng mà không ngờ anh đã tự chui đò vào cái hệ thống của Hà. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe nhé. Thật ra hôm nay anh đang bị ốm một tuần nay nhưng mà vẫn không than phiền với Hà. Rồi hôm qua Hà nói là bà làm gì mà sao mọi người gọi tên bà trong nhóm 5 giờ sáng ngày mai nhiều thế mà không không bà trả lời. Nhưng mà đang bị ho, bị họ đau họng cả tuần nay. Xin cảm ơn cả nhà đã chú ý lắng nghe nhé. Hôm nào khỏe anh sẽ chia sẻ nhiều hơn. Vâng ạ, cảm ơn chị Oanh rất là nhiều ạ. Đúng là không tập trung thì không làm được việc gì cả, đúng không chị yêu? Dù ốm nhưng mà chia sẻ cũng rất là năng lượng. Em xin được cảm ơn chị và cả nhà hãy tung bông tung hoa cảm ơn chị Oanh ạ. Đấy là chị mới tập trung có 2 tháng thôi mà thành quả đã như vậy rồi. Nếu mà chúng ta kiên trì và đi đúng đủ đều với Dropy thì chắc chắn là kết quả sẽ không phụ thuộc phụ công của chúng ta đâu ạ. Vâng ạ, bây giờ chúng ta sẽ đến với một chia sẻ từ Đồng Nai ạ. Một người nữa từ Đồng Nai ạ. Đó là em Đoàn Tiên, sinh năm 1997, vào từ tháng 5 năm 2023. Và em cũng đang đạt được thành tích là quát sao xin mời Đoàn Tiên sẽ lên có những chia sẻ với chị em chúng ta. Mời em. Hello mọi người. Mọi người có nghe rõ tiếng em không? Nghe rõ em ơi. Tiếng hơi nhỏ anh Tiên ơi. Đầu tiên á, thì em xin chào mọi người ha. Hiện tại thì em đang hai bạn nhỏ đang ở sân. Em chào mọi người, em là Đoàn Tiên và hiện tại em đang là một mẹ nội trợ thôi, ở nhà chăm con. Và em sinh năm 97. Quê của em thì nó cũng dài dòng gần như là chị Bích á. Nhỏ thì ở Cần Thơ, xong rồi đến tầm 6 tuổi thì qua Kiên Giang ở. Xong lên Kiên Giang thì đến hết lớp 9 thì em cũng đã nghỉ học từ lớp 9. Bởi vì nhà cũng bảo là nhà của chị em và mẹ nói là mẹ không có đủ khả năng để mà mẹ nuôi cho con ăn đại học, học đại học. Mặc dù là con cũng rất là giỏi nhưng mà mẹ muốn là mẹ còn phải lo cho ba đứa em nữa, cho nên là mẹ muốn con sẽ đi học nghề đi, rồi mai mốt có cái nghề rồi á thì mình sẽ lo cho mình nó dễ dàng hơn. Chứ giờ mẹ lo cho con học đến hết đại học thì mẹ cũng không có khả năng để mà mẹ lo cho các em của con nữa. Cho nên là đến lúc đấy thì mình cũng đâu có được cái quyền lựa chọn đâu. Thì mẹ nói như vậy, ba mẹ nói như thế thì mình cũng phải theo. Thế thì 15 tuổi thì Tiên cũng đã nghỉ rồi và cũng đã nghỉ nghỉ học ở trường và đi học nghề. Và lúc đó thì đi học nghề tóc. Thì lúc đó đi lên Sài Gòn ở trên Đức, học ở Sài Gòn khoai 3 năm hay 5 năm gì đấy. 5 năm làm nghề tóc, xong rồi thì cũng đi làm công nhân, chán rồi đi làm công nhân. Thì vì Tiên muốn là mình lúc đó thì mình nghĩ là làm nghề thì vài năm nữa làm cũng được. Nên giờ cứ đi làm công nhân đi xong rồi để có thời gian đi chơi, chứ còn cứ đi làm như thế này thì sao đi chơi được. Thế này đi chơi xong rồi đến lúc mà được đi đi làm công nhân được vài năm thì mình cũng nghỉ. Mình nghỉ và mình cũng biết chồng chồng thì ở lại ở Lâm Đồng nhưng mà chồng đang làm ở Đồng Nai. Thế mà mình cũng có ý định mình lên Đồng Nai mình đi làm và mình mở tiệm ở trên đấy. Thì khi mà mở tiệm xong thì cũng đi theo trai theo trai và đấy nó nhiều nơi và nhiều quê nhưng mà mình cũng lúc đó thì khi mà ở nhà chăm con rồi á, có bé thứ nhất ấy, thì em lúc đó mới có 20 mấy tuổi, là 20 hình như là 21 22 tuổi gì đấy, thì mình không có ai phụ chăm hết, chỉ có mình em mình chăm, nên mình phải nghỉ nghỉ làm tiệm mà mình phải tập trung vào chăm con thôi. Thì mọi người cũng biết là khi mà ở nhà thì không có tiền nó cũng mệt lắm đúng không, đang đang tự tay tự mình làm ra tiền rất là tự chủ về tài chính, xong tự nhiên giờ mình phải nghỉ, mình không có được có những khoản tiền cho mình ấy. Thì lúc đó em cũng mong man đến làm việc online, và lúc đấy làm thì đầu tiên thì cũng bán những cái sản phẩm về hệ thống, sản phẩm về thiên nhiên thôi, nhưng mà nó không có
nó không được bao nhiêu hết, cũng ôm hàng rồi cũng này kia cũng 2-3 năm ấy. Xong rồi cũng có những cái đại lý dưới, nhưng mà mình không có, thực ra là mình thấy cái hệ thống nó không có hay, nó không có hay, và mình cũng làm cật lực lắm, nhưng mà hàng thì có bao nhiêu tiền lời thì nó cứ đi vào trong nhập hàng hết, cứ có bao nhiêu tiền lời thì cứ phải ôm, tại vì khi mình ôm làm theo hệ thống mà bỏ sỉ á thì mình phải ôm nhiều thì mình mới có lẻ, để mình có lời để mình bán lẻ và mình bỏ lại cho sỉ dưới. Thế thì khi mà mình làm như vậy 2 năm thì mình thấy mình chán quá, mình không làm nữa, mình thấy mình quá sức quá, tại vì có những lần mình nhập hàng tới hơn 100 triệu xong về mình bán lại mình lời được có 2-3 triệu, mình thấy nó không xứng đáng cái số tiền mình bỏ ra và cái công mình bỏ ra. Thế mình sau đó thì tiên cũng nghỉ, tiên nghỉ bên đó và làm bên chia sẻ về sản phẩm app giáo dục sớm cho bé, tại vì mình cũng chủ yếu là mình ở nhà chăm con thôi, thì mình bảo thôi làm cái công việc này để cho nó, mình vừa có kiến thức về nuôi dạy con, mình cũng vừa có kiến thức để mà mình chia sẻ với mọi người, và trong cái thời gian đấy thì tin cũng học về marketing cũng nhiều. Nghỉ học ở trường thì sớm nhưng mà học ở trường đời thì nhiều, chứ mình không dừng lại, và mình đọc sách, mình cũng học hành nhiều, thì mình cũng đầu tư cho cái việc học của mình cũng vào khoảng tầm chắc phải 8-90 triệu gì đấy tầm đấy, và mình cũng học liên tục mà cũng cũng ham lắm, cống chiến lắm. Có những hôm mà làm mình thức đêm thức hôm nhưng mà mình vẫn vẫn làm, nhiều khi con khóc tay ôm con tay bầm cầm điện thoại để mà làm việc, và thức 2-3 giờ sáng là chuyện bình thường, và sáng dậy sớm xong mình tranh thủ tất cả mọi thời gian để mà mình có thể làm được công việc online. Mà chồng thì cũng không có ủng hộ lắm đâu, ông kêu là sao thấy lúc nào cũng thấy làm nhưng mà không thấy tiền đâu hết, thì tiền có nhiêu vô trong 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 hàng hết rồi, mình cho nên mình cũng bị cái nỗi đau đó là ôm hàng cũng mệt lắm, cũng ớn lắm. Xong rồi sau đó một thời gian đó thì Tiên cũng ngưng một thời gian là không không làm online mạnh nữa, mà mình quay trở về mình học nhiều hơn, thì cũng lúc đó cũng học bên thầy Trần Khoa Nguyên á, thì Tiên học bên marketing bên đấy, thì Tiên cũng mình biết đến chị Nhung Rô, Rô Nhung gì đấy, thì chị cũng chia sẻ về Robby, nhưng mà lúc đấy thì mình thấy là mình cũng chán cái kiểu mà làm việc hệ thống rồi, và mình cũng đang rất là mệt, mình muốn cái gì đó để mình quay trở về bên trong của mình thôi, để mình làm để mình vun bồi bên trong của mình ấy, mình nâng cái tầm mình lên thôi, chứ còn mình thấy mình hướng ra ngoài mình chiến nhiều quá thì mình thấy mình cũng mệt. Thế là cũng bảo thôi, thấy thì cũng công việc cũng hay nhưng mà lúc đấy thì ở Robby cũng mới, em thấy chưa nó chưa phát triển nhiều lắm, mình bảo thôi để sau này mình tham gia cũng được. Xong rồi bẵng đi 2 năm thì lúc đó thấy em cũng có học nuôi dạy con của thầy Nguyễn Duy Cương, cái lớp cửa sổ vàng chuyên sâu ấy. Thì mới thấy ở trong cộng đồng cửa sổ vàng các cha mẹ cũng chia sẻ về Midu, cái sản phẩm về Midu nhiều lắm, rồi chia sẻ về công về chiều cao, tăng chiều cao cho con, mà mình là mẹ mà, cho nên là mình rất là quan tâm về những cái điều đấy, và mình công việc của mình là lại về bên giáo dục sớm nên là mình cũng quan tâm về cái đấy. Thế thì mình cũng vào học, cũng được 2-3 người chia sẻ và cũng làm phát đồ này kia, nhưng mà ngang, cũng ngang thật. Nghe mọi người chia sẻ xong rồi mình cũng không có, mình bảo chứ trời, cái sản phẩm gì mà nó cao như vậy, cái giá nó cao vậy, thì cũng biết về D3, cũng biết K2 rồi, mình biết sơ sơ thôi, đi ra ngoài mua cho rồi. Thế là đi ra ngoài mua cái canxi nano ấy, mua uống 4-5 hộp không thấy cải thiện hết, 3-4-5 hộp mà trong một 3 tháng con lên được có 1 cm à. Mình quay lại mình thấy ủa, nếu mà không uống thì nó cũng vẫn lên cao lên được 1 cm, vậy là chứng tỏ là mình đang có cái gì đó sai sai ở đây. Thế bắt đầu mới vô học của bên Midu, xong thấy trời ơi, kiến thức bên này nó quá là hay và nó đầy đủ, và trong khi đó mình lại rỗng, mình tưởng mình biết nhưng mà mình lại không biết, và mình có những cái mà mình không có rõ ấy. Thế là nằm vùng mới nằm vùng quan sát ra xem sao, rồi mình cũng phải nhắm cái tài chính, tại vì em ở nhà chăm con thôi, cho nên là mình cũng phải nhắm cái tài chính cho mình để mình đầu tư cho con, và những cái sản phẩm này thì nó đâu phải là cũng không phải là giá rẻ với mẹ bỉm đó. Thì sau đó thì cũng nói chuyện với bạn Thanh Tâm ấy, thì hai chị em cũng hay nói chuyện với nhau, cũng học hành cùng với nhau. Cái đợt đấy thì có hỗ trợ cái quỹ vào cuối tháng 5, thế bà nhắn tin cho mình bảo là hôm nay có hỗ trợ cái quỹ này, không cần cái quỹ nữa, có vô không thì vô đi để mà mua sản phẩm giá rẻ mà dùng, được sản được chiết khấu mà dùng. Thế mình cũng bảo là
Thì bây giờ ở nhà, thứ nhất là cái lý do mình chọn để vào với rugby ấy, thì đầu tiên đó là mình cũng ở nhà mình chăm con thôi, cho nên là mình thấy cái công việc này thấy mọi người làm nhiều quá thì mình nghĩ là mình nên vào đó coi xem là như thế nào, để vô để quan sát xem là công việc này nó như thế nào, mình tìm hiểu trước, chứ còn nói về bán thì cũng chưa có định bán đâu. Tại vì cũng làm trước cũng làm nhiều rồi á, nhưng mà bị gãy cho nên là mình cũng nản, xong rồi mình phải quan sát hơn, kiểu như té nhiều lần rồi thì mình phải để ý hơn một chút. Thế này khi mà em vào xong thì em cũng học học và mình quan sát, thì mình thấy là những cái điểm, cái nhược điểm của hệ thống bên ngoài đó là ôm hàng rồi cũng về đào tạo này kia thì nó cũng chưa có nhiều á. Thì bây giờ thì mình vô đây thì mình thấy là cái cách tổ chức công việc và cách cái định hướng ở Rocky nó quá là rõ ràng và nó quá là tuyệt vời đi. Thế thì mình thấy được những cái con đường, mình thấy được cả cái tầm nhìn và mình thấy được những cái sự thật ở đây, và mình thấy được rất là nhiều, mình thấy rõ ràng ở ở nơi này á. Thì em mới bắt đầu em thôi mua dùng thử. Thì tháng đầu tiên mua cái đơn trải nghiệm thì chỉ có được 700 mấy, thì được hoàn về 185 ngàn tiền hoa hồng. Mới nhắn cho chị Tâm là ê, cái tiền này mặc dù là tiền của mình thôi nhưng mà mình vẫn thấy vui, bởi vì mình mua hàng mình vẫn được hoàn tiền về á. Thì bà nói một cái câu đó là cái dòng tiền lưu động, tiền đi thì có tiền về, còn thường á mình mua hàng ngoài là tiền là đi luôn chứ không có đi về. Thì cái đồng tiền lưu động, cái đồng tiền động á là đồng tiền thông minh. Thế mình mới cũng hay. Thế em mới vô thì tháng nguyên nửa tháng đầu tiên tháng 6 em cũng chơi gì hết, không làm gì hết, đại khái là vô học chơi chơi và mình quan sát coi xem là như thế nào, cũng vào học một số nhóm và mình cũng tìm hiểu á. Thì cũng có mua cái sản phẩm của TH Health về cho ông bà với lại gia đình dùng, và cái Midu cho con dùng. Xong rồi đến ngày hai cái cuối tháng 6 thì về đám cưới em, thì hết một tuần là mình không không làm gì bên đấy cả, chỉ có chơi chơi thôi. Đến ngày 20 mấy tháng 6 á, thì có một đợt ký quỹ. Thế mình mới thấy là cái công việc này nó cũng ok. Thứ nhất là nó ok, cái thứ hai nữa là mình thấy được cái sự ổn định và cái thấy được cái con đường phát triển ở đây nó rõ ràng. Và tin cũng em cũng được truyền cảm hứng rất là nhiều nhờ chị, nhờ mấy cái khóa học kích hoạt mục tiêu với những cái khóa học trong người mới bắt đầu của chị Lê Sự chia sẻ. Thì mình thấy là cái sự rõ ràng, và chị mình thấy là ở đây nó không có cái gì gọi là nó ảo cả, mà mình nói thật làm thật và làm thật thì có kết quả thật thôi. Cho nên là mình thấy mình cũng thuộc cái nhóm thích hoạt động, cho nên là ok bắt tay vô làm. Thế thì trong 2 ngày hôm đấy thôi, thì mình cũng có nói với chị Tâm á, là bạn Tâm mà đưa mình vào á, thì mình có nói là thôi tèm tèm tháng tuyển 3 cộng tác viên thôi cho vui, mình làm lai rai chừng 5 7 tháng thì nó mình lên một sao cũng được. Nhưng mà không ngờ là trong vòng 2 ngày hỗ trợ ký quỹ đó thì em cũng được đâu đó hình như là 10 hay 11 cộng tác viên nhờ mối quan hệ. Và trước đây thì Tiên cũng hay chia sẻ rồi á, cho nên là cũng có nhiều mẹ bỉm cũng quan tâm, cho nên là trong vòng 2 ngày thì được 10 cộng tác viên đại lý, lên đại lý luôn, lên đại lý chuẩn luôn. Và sau khi mà trong tháng 6 thì cũng không nghĩ nhiều đâu, mình chỉ bảo là thôi thì cứ chơi thôi, đi vô tham gia coi, cứ làm từ từ, làm cứ từng bước làm tốt đến đâu thì mình cứ làm tốt quá trình thì mình cũng sẽ có kết quả là đương nhiên thôi. Thì đến ngày 7 tháng ngày 7 tháng 7 hay sao á, thì cũng có 2 ngày ký quỹ. Thế mình cũng tập trung, và trong 2 đợt ký quỹ đó thì em có tuyển được 21 cộng tác viên, 21 đại lý chuẩn, 21 đại lý chuẩn. Và đến ngày 22 tháng 7 á, thì lúc đấy em mới được có 15 hay 19 triệu WeBoy vậy đó thôi. Thì tại vì cộng tác viên bên dưới mình cũng mua dùng và cũng được nhiều á, cho nên là cái số WeBoy của mình nó cũng gia tăng là cái chuyện đương nhiên, giống như chị Sự cũng 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 chia sẻ về cái mạng lưới á. Thì mình thấy là nó cũng khả quan, thì em mới bảo là có khi tháng này mình lại lên 1 sao để coi xem là như thế nào, mình làm hết sức xem là như thế nào. Chứ thực ra là em cũng không đặt mục tiêu, mà em đặt mục tiêu là 1 sao chắc trong vòng từ khi mà tham gia cho đến mà lúc ấy thì khoảng tầm 5 đến 7 tháng để mình lên 1 sao thôi, chứ còn không nghĩ là lên nhanh như thế. Thì trong vòng có một ngày hình như là ngày hội tiêu dùng gì đó, ngày 22 tháng 7 á, thì trong một ngày hôm đó thì riêng em và trong nhóm của em thì đạt được 10 triệu WeBoy. Thì lúc đó nó đã lên hoàn thành luôn, góp 1 sao.
Thì sau khi mà còn 10 ngày mình bảo thôi làm chơi chơi thôi, từ giờ đến kia mình định là 7 tháng thôi mà, nhưng mà giờ có một tháng lên đủ quát một sao rồi thì thôi. Nhưng mà cứ làm chơi chơi thôi để cho mọi người, với lại mình cũng cũng hỗ trợ mọi người và trải nghiệm và cũng học hành này kia, và mình tập trung vào cái việc là hỗ trợ đội nhóm nhiều hơn thay vì bán lẻ. Thì đến ngày đến mấy ngày cuối á, thì em cũng thấy trong Robby mình có 3 cái ngày về đích ấy, thì mình thấy là trời, khuyến mãi nó nhiều như thế này. Mà mình bảo lúc đấy thì Tiên cũng đã được 40 mấy triệu V-Boy rồi, thì mình bảo là thôi nếu mà lên 1 sao, lên 2 sao thì mình còn có 10 mấy triệu thôi, nhưng mà mục đích của mình lên là cái gì? Thường á thì mình không không phải là mình cần danh hiệu hay mình cần cái gì, nhưng mà mình động lực của mình làm là cái gì, để mình có cái động lực để mình làm nó một cách nó có ý nghĩa hơn, và cái danh hiệu này nó có ý nghĩa với mình hơn. Thì lúc đó tên ngay cái đợt đấy thì về quê chồng chơi, xong rồi đi đi đại khái là 2 đứa con, xong rồi mình chăm nó cũng mệt lắm. Xong hôm đấy thì thật sự là rất là nhức đầu, cái hôm đó rất là nhức đầu và căng não lắm. Bởi vì mình cũng áp lực một số cái việc khác nữa, ở ngoài ngoài cái công việc online chăm con và làm việc online ấy, thì em cũng đang làm một cái em đang học trở thành một life coach, và ngoài ra thì mình cũng có một cửa hàng, chồng chồng làm cửa hàng về cơ khí ấy. Cho nên là mình cũng kiêm đâu 4 công việc, rồi lại còn dọn dẹp cơm nước nhà cửa, nên rất là nhức đầu. Thì cái hôm đấy về quê xong rồi cũng vô tình thôi, là nhà có cơm, làm cơm để mời ông bà qua, thì mẹ chồng bảo là con ra con cuốn chả ram cho mẹ được không. Thì em cũng nhức đầu nhưng mà em vẫn ra em làm. Xong khi mà ngồi làm á, mình mới nhận ra là một cái động lực, đó là mình nhớ ra cái câu chuyện của chị Sự, nó là tháng đầu tiên tập trung vào đây xong được 3 mấy triệu mua luôn cái máy rửa chén. Thế mình nhớ ra, mình bảo chứ ủa, bây giờ nếu mà mình muốn có một cái công việc online nó thật sự là ổn định thì mình cần phải có một cái công cụ để hỗ trợ cho mình, chứ còn máy chạy bằng cơm thì mình chạy không nổi. Mà trong khi đó mình lại kiêm quá nhiều công việc như thế này thì mình chết trước khi mình giàu. Mình nghĩ như thế, mình chết trước khi mình giàu, và mình quá mệt mỏi với những cái việc không tên như thế, thì mình cần phải giải phóng bớt đi chứ. Nếu mà cứ như thế này thì mình không tập trung được 100% ở đây, mình cũng không tập trung 100% ở kia, mà mình cũng không, nó phân tán đi hết những cái năng lượng của mình, và cái việc mà ở nhà chăm con, cơm nước nhà cửa không, nó cũng đã mệt rồi, thì làm sao mà có năng lượng để mà làm những việc khác được. Mà nếu mà mình không chăm con, bởi vì hiện tại thì em cũng chưa có công việc nó ở nhà như vậy á, thì cũng phải coi cửa hàng này kia, mình cũng chưa ra ngoài được. Thế thì mình sẽ kết hợp như thế nào để mình có thể vừa lo cho gia đình mình đầy đủ, con cái mình đầy đủ, và mình vẫn có tài chính riêng, và cửa hàng của hai vợ chồng thì vẫn phát triển. Thế thì mình bảo, em mới nghĩ là ok, có một cái chiến rồi. Tại biết sao, ngồi trên chả ram ấy nó dăng dầu và nó đau quá đi. Cái mình ngồi mình quấn như thế này, xong mình bảo là dăng dầu, xong mình ăn dầu ăn như thế này, sức khỏe của mình, của gia đình nó lại không có tốt cho tim mạch. Thế mình ok, vậy cái mục tiêu đầu tiên trong năm nay á, em ghi là về mục tiêu là cải thiện sức khỏe cho gia đình. Thế thì mình cần phải có những cái công cụ để nó hỗ trợ mình cho về sức khỏe. Và khi mà vô Robby thì em cũng dùng sản phẩm cho con ấy, thì cũng đã có những cái kết quả đầu tiên là con cao lên, con nặng hơn, ăn ngon hơn, bản thân thì mình cũng giảm cân này, rồi chồng cũng có một số cái sản phẩm để mà hỗ trợ về cái việc mất ngủ của ông ấy. Thì rồi cả mẹ, cả bà ngoại, bà cố cũng dùng cái Midu ấy, thì cũng cải thiện về cái tình trạng đau nhức xương khớp rất là nhiều. Thì mình thấy ok, thế thì mình có 3 ngày còn lại để mình chiến lên, mình còn mười mấy triệu, hình như 15 hay 17 triệu V-Boy đấy, thì mình sẽ lên 2 sao để mình lấy cái tiền đó mình mua mua cái máy chiên hấp, cái nồi chiên hấp để thưởng cho mình, và nó giải phóng bớt cho mình bớt những cái công việc kia ra, và mình vẫn chăm sóc cho gia đình mình tốt được. Thế là trong 3 ngày thì em cũng đạt được, ban đầu nghĩ là chắc cũng không đạt nổi đâu, nhưng mà trong mình order là 60.149.000 gì đó V-Boy, nhưng mà đến khi cuối cùng thì được 63 triệu V-Boy. Thì Tiên cũng thật sự cũng cảm ơn rất là nhiều những cái chị em đồng đã tin tưởng đã tin tưởng em và cũng đã đồng hành cùng với em. Bởi vì thật sự mà nói là có một cái nỗi đau của mẹ bỉm là ở khi mà ở nhà chăm con ấy, thì cái việc mà về tài chính nó rất là áp lực luôn. Bởi vì ví dụ như đi làm công ty thì ở nhà con cái nheo nhóc, tối về với con không thì cũng không đủ năng lượng để mà dạy con. Còn cái người mà ở nhà như Tiên á thì lại cũng rất là mệt với cái việc là
không làm ra tiền, rồi quanh quẩn y như kiểu như mình bị cái giá trị bản thân của mình nó bị đứng lại á. Mình không có cái cơ hội là mình có thể bung ra, mình có thể làm được việc này việc kia, và mình cũng thật sự là không có ai thật sự mà nói là mình thích ở nhà chăm con thôi, nhưng mà mình cũng vẫn muốn là mình có cái năng lực riêng, mình có cái tài chính riêng, chứ không cứ ngửa tay xin tiền chồng. Thì mặc dù là chồng mình cũng rất là lo cho đầy đủ, nhưng mà mình không có cảm giác thoải mái lắm. Thì tin có một chút cái lời nhắn nhủ với mọi người á, là cái việc mà hiện tại thì cái công việc Robby của tiên thì cái tháng đầu tiên được 150.000, là tại vì còn vô ngày ngày 30 hay 31 tháng 5 rồi nên hết tháng rồi, thì có mỗi hai sản phẩm đó thì được hoàn về 185.000. Còn qua tháng sau thì trong tháng 6 là được 1,7 triệu hay sao á, là trừ tiền chiết khấu rồi là còn 7,4 triệu, trừ tiền thuế rồi á, là còn 7,4 triệu tiền hoa hồng. Rồi trong tháng 7 này thì tin được 19 triệu tiền hoa hồng. Thì tin thấy là cái thứ nhất là ở công việc này nó không giới hạn về về thu nhập, cho nên là các chị em mình á nên học những cái khóa học đầu tiên cho người mới bắt đầu, để mình nhìn được cái con đường của mình, và mình có cái tầm nhìn với cái mục tiêu của mình có cái sự rõ ràng hơn ở đây. Và mình khi mà có mục tiêu rồi thì mình chia nhỏ ra mình làm thôi. Và cái việc của mình á là cái câu mà tiên rất là thích đó là cứ làm đúng quá trình, hiểu đúng, tư duy đúng, hành động đúng thì kết quả đúng. Làm đúng, tập trung vào quá trình, làm thật tốt quá trình thì kết quả là nó là đương nhiên. Cho nên là mình cứ làm thôi, và cũng đừng có nhìn hàng xóm, bởi vì đôi khi mỗi người thì có một cái xuất phát điểm khác nhau. Cho nên là có người thì vô, ví dụ như tiên thì tiên có cái sự tin tưởng của mọi người cũng đã xây dựng trước đây rồi, bởi vì cho nên là 2 tuần thì mình mới có 21 cộng tác viên đại lý. Và mình cũng có những cái kinh nghiệm về bán hàng, cũng có nhiều cái nỗi đau trước đây rồi, mình cũng có nhiều cái bài học sâu sắc rồi. Cho nên là khi mà mình làm thì mình cũng biết được cái cách để mà mình có thể làm như thế nào linh hoạt hơn, và mình tối ưu cái công việc của mình hơn. Thì ngay cả cái việc tư vấn bán hàng này kia đó thì mình cũng biết nắm bắt cái tâm lý của khách hàng nhiều hơn, thì nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Còn ví dụ như những chị em nào mà mới vào đó, thì mình cần thời gian, hãy cho mình thời gian, và mình cứ tập trung với các con đường ở đây. Nếu mà thấy đã là sẵn sàng để mà tham gia rồi thì mình cứ tập trung, mình chia nhỏ ra và mình làm từng bước nhỏ. Đạt đừng có ví dụ như muốn 10 triệu thì mình chia nhỏ ra 3 bước đi, một tháng tháng đầu 3 triệu, 3 triệu mấy đấy đấy, thì mình cứ chia nhỏ ra như vậy, mình đạt từng mốc như thế thì cái kết quả nó là đương nhiên thôi. Và thêm một cái nữa đó là mình hãy tìm ra một cái động lực để mình làm việc để là gì. Tại vì như em á, thì đúng là kiếm tiền thì nó cũng quan trọng, nhưng mà kiếm tiền để làm gì? Và mình kiếm tiền thì cái mục đích của tiền đó, thứ nhất là kiếm tiền để mình chăm sóc cho gia đình mình nó đầy đủ hơn, mình được dùng những cái sản phẩm tốt. Ở đây nó quá sướng đi, bởi vì toàn là sản phẩm xịn thôi, nhưng mà mình lại được chiết khấu giá rất là rẻ, và mình được học, em rất là thích học, được học những cái kiến thức về chăm sóc sức khỏe chủ động, được học về kiến thức về marketing content này kia, những cái khóa học đấy tiền học ở ngoài 10 mấy triệu cơ, nhưng mà vô đây mình được học miễn phí. Và mình cái việc của mình chỉ là học và làm đúng thì tự nhiên là nó sẽ xây dựng được nhân hiệu. Và thì khi mà mình có nhân hiệu rồi thì mình có kinh nghiệm, và mình có nhân hiệu rồi thì mình nói cũng rất là dễ chốt. Và cái việc mà bị người ta từ chối nó là cái chuyện bình thường, ở công việc bán hàng á, thì bị từ chối là cái chuyện quá bình thường thôi. Cho nên là đừng có khi mà bị từ chối á, mà mình nản á, thì nó cũng nên, bởi vì mình cứ làm tốt nhất có thể, việc của mình là mình chia sẻ, còn ai đó nhận hay không và cái lăng kính của họ như thế nào thì đó là cái chuyện của họ, mình tôn trọng cái góc nhìn của họ thôi. Ví dụ như như em vậy đó, 2 năm trước chia sẻ cho em đâu có đón nhận đâu, rồi đến hồi làm phát đồ cũng làm 2 3 lần của bà, của người này của người kia, xong mình còn bảo mấy bà nội này chém gió, quái nào mà con lên có 2 3 tháng thì đó mà lên 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 cao lên được mấy cm như thế này thì có tác dụng phụ gì không. Thì lúc đấy tiên cũng có những cái suy nghĩ như vậy. Và khi mà đúng thời điểm á, mình vào mình tham gia, mình tìm hiểu sâu hơn thì mình thấy là đúng là hiểu đúng, làm đúng thì tự nhiên nó có kết quả đúng thôi. Đó. Và em cũng rất là muốn cảm ơn. Thứ nhất là cảm ơn Tâm, bởi vì về cái công việc online này thì đã rất là hay kích cho mình về tâm lý rất là nhiều, nâng đỡ cho mình rất là nhiều trong phần tâm lý, bởi vì nhiều khi mình bảo là thôi nản, nó chẳng muốn làm nữa hay là dừng lại đi không làm, làm nhiêu đó đủ rồi, nhưng mà bạn rất là thích, rất là hay
động viên đó, khích lệ cho mình về cái phần tinh thần cho mình rất là nhiều, và mình làm được rất là tốt. Và thêm nữa là cảm ơn rất là nhiều những chị em. Hiện tại thì Tân đang có 23 chị em đại lý rồi, cộng tác viên đại lý. Thì cảm ơn những chị em ở trong nhóm của mình rất là nhiều, bởi vì đã tin tưởng và đã làm tin tưởng và thật sự là có cái tầm nhìn ở đây và tin tưởng Tiên. Bởi vì sao? Tiên sinh sau đẻ muộn nhưng mà mọi người vẫn vẫn chọn mình. Có những người mời ở bên ngoài được rất là nhiều người mời nhưng mà không làm, và chọn chọn em để bởi vì họ tin tưởng, bởi vì chọn mình là cái người có thể chia sẻ được với họ ấy, và có thể nâng đỡ được cái tinh thần. Cái quan trọng nhất đó là em làm em cái USP riêng của em á chính là cái việc mà nâng đỡ về tinh thần cho họ, và mình nâng đỡ về cái sự phát triển tùy theo từng người và tùy theo từng mỗi người có một sở trường và có một cái ưu cái khuyết riêng, cho nên là mỗi người có một cái lộ trình riêng. Mình không thể nào mà mình áp một công thức chung cho tất cả được, mình cũng không thể nào bắt con cá nó leo cây được, nên là mình cần có cái sự quan sát và mình có cái sự đồng hành cùng với mọi người nhiều hơn. Và trong cuộc sống thì đôi khi cũng có rất là nhiều những cái thử thách ấy. Thì họ xuống tinh thần thì mình là cái người bảo trợ, thì mình rất là cần có cái sự nâng đỡ cái tinh thần cho họ. Còn cái khả năng làm việc của họ được hay không là nhờ cái người dẫn dắt rất là nhiều. Và cũng rất là cảm ơn chị Sự và cảm ơn chị Mong, chị Lê Mong là tuyến trên của em, và chị Thanh Tâm cũng là người mà đã động viên và khích lệ cho em rất là nhiều. Còn chị Sự thì truyền cho em rất là nhiều động lực. Em xem live và xem Dung của chị chia sẻ thì mình thấy là cái sự rõ ràng thực tế và nó có đường hướng, nó rất là rõ ràng. Và mình là cái kiểu người rất là thích hành động, cho nên là ok nói là làm thôi, mình thấy rồi thì mình làm và mình tập trung thôi. Và cũng rất là cảm ơn Robby á, là nhờ có cái công việc này thì em thấy là cái việc mà nó giải quyết được cái vấn đề tài chính của em rất là nhiều. Bởi vì nó vẫn kết hợp với công việc online và mình vẫn làm như thế, nhưng mà mà mình sẽ tối ưu được rất là nhiều thời gian. Bởi vì á, mọi người cứ tưởng tượng thôi, mà đi nhập hàng ngoài về xong rồi bán, như chị Oanh nói đó là nhập tiền cục mà bán tiền lẻ, thu về tiền lẻ, xong rồi về mỗi ngày á, lại còn tư vấn bán lẻ, xong rồi lại còn đi gói hàng, xong rồi vừa cơm nước vừa con cái đưa đón đi học, cơm nước nhà cửa, xong rồi mình lại còn phải trông coi cửa hàng, rồi phải có cái kênh bên online, xong rồi lại về học bên Live Corp và chia sẻ cái hành trình của riêng của mình, xong rồi lại còn công việc này nữa. Cho nên là cái ở Robby ấy, nó đã tối ưu cho mình đến 70-80% thời gian, và nó tối ưu cho cái công việc của mình rất là nhiều rồi, nó rõ ràng rất là nhiều rồi. Cho nên việc của mình ấy, chỉ đơn giản là ok mình sẵn sàng rồi thì mình đặt mục tiêu lớn rồi mình chia nhỏ ra mà mình làm thôi. Và mình cũng hãy chia sẻ và mình cũng bám sát với cái người bảo trợ của mình thật là nhiều, và mình cũng thường xuyên chia sẻ và tâm sự với họ những cái lúc mà mình lỡ mà mình bị tụt mood hay tụt năng lượng gì đấy, hay là mình gặp cái khúc mắc nào đó trong công việc chia sẻ, việc mà tư vấn bán hàng hay là tuyển dụng đại lý hay là tất cả những cái gì đó, mình hãy hỏi cái người hỗ trợ của mình ấy, thì họ sẵn sàng sẽ chia sẻ với mình hết, rút ruột rút gan ra và chia sẻ thôi. Bởi vì không có ai mà muốn nhìn đồng đội dưới mình người ta đi lùi cả, người ta chỉ muốn mình đi lên thôi, thậm chí là đi lên hơn, càng mạnh thì càng tốt. Và cái bên bên cạnh cái mà em muốn và cái tâm đắc nhất của em là ngoài cái việc kiếm tiền ra thì mình cần phải hạnh phúc và mình cần phải vui vẻ, và phụ nữ mình xứng đáng với cái việc là mình cần có cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn, và mình xứng đáng với những điều tốt đẹp, những cái điều mà tươi sáng trong cuộc sống mình, và mình xứng đáng với cái cuộc sống nó vui vẻ hơn. Chứ đừng có lấy chồng rồi về nhà lại thành cái cây tầm gửi á, thì mình không thích như thế. Và mình rất là cảm ơn cái công việc ở Robin này rất là nhiều, và em cũng cái hành trình này á, thì cũng là bước đầu thôi. Em chắc chắn thì cũng sẽ lên sao và cũng sẽ đi đường dài ở đây nhiều hơn, và thì sẽ tập trung. Cái mục tiêu của em trong sắp tới á, là em cũng muốn thúc đẩy để mà trong team của em á, sẽ có mấy cóp một sao và sẽ mình nhìn thấy được những cái thành quả của mọi người á. Nhiều khi mình thấy những mẹ bỉm ở nhà mình có những cái nỗi đau như mình thôi, mà họ tìm ra được cái con đường
và mình họ tìm ra được cái nơi để mà họ phát triển bản thân, cái quan trọng nhất là phát triển bản thân ấy. Em thấy rất là vui và họ mở được những cái tư duy ra, thì khi mà người phụ nữ ở trong nhà sẽ ảnh hưởng đến ba thế hệ cơ. Khi mà mình mở được tư duy ra thì ngay cả việc mình đối xử với lại ông bà cha mẹ hay là đối xử với lại chồng với con mình nó cũng rất là tốt, và mình chăm sóc được sức khỏe cho họ và cái tinh thần của mình nó thoải mái ấy, thì mình cũng làm cái việc đó tốt hơn. Nó ảnh hưởng đến cả con mình, ảnh hưởng đến bản thân mình và ảnh hưởng đến cả chồng và những người trên mình nữa. Cho nên là tin rất là muốn là mọi người ở nơi đây ngoài kiếm tiền ra thì phải phát triển bản thân và phát triển ở cái nội lực bên trong nữa, để mà tự tin cả trong lẫn ngoài để cho sống cái cuộc sống nó có ý nghĩa hơn. À, em cảm ơn và em xin nhường mic lại cho mọi người ạ. Rồi, chúng ta cùng cảm ơn em Đoàn Tiên, một em gái rất là trẻ, trẻ măng và mới vào The Ruby được có vài tháng thôi, tháng 5 năm 2023 mà có một cái thành tích từ tuyển dụng đến bán hàng đều quá đáng nể đúng không cả nhà. Thực sự là những cái chia sẻ của em quá là có ý nghĩa. Một người mà kinh doanh truyền thống này, hệ thống này, đa cấp các kiểu, có tức là đã kinh qua rất là nhiều mảng rồi và cuối cùng quyết định dừng chân tại Ruby. Và với những cái thành tích quá là xuất sắc đúng không ạ? Vâng ạ, cả nhà hãy gửi bông gửi hoa để cảm ơn cái chia sẻ của Đoàn Tiên cũng như là tất cả các anh chị em trong ngày hôm nay. Buổi Zoom của chúng ta đến bây giờ cũng phải kết thúc rồi, vì là cũng đã đến giờ mọi người phải đi làm. Mặc dù là nó còn phần hỏi đáp nữa cơ, nhưng mà hôm nay chúng ta bị cháy giờ quá nhiều. Nên là chúng ta sẽ hẹn nhau một buổi Zoom gần hơn. Chúng ta sẽ có những cái Zoom hỏi đáp chia sẻ sau ạ. Vâng, mọi người hãy cả nhà hãy bật mic lên để chào nhau và gửi lời cảm ơn đến các mentor cũng như là ekip của chúng ta. Rồi cảm ơn các anh chị em đã lên chia sẻ ạ. Cảm ơn cả nhà nha, xin chào cả nhà nha, chúc cả nhà tuần mới năng lượng. Chúc cả nhà tuần mới đầy năng lượng, Bảo Đơn ạ. Tuần mới năng lượng nha cả nhà, cảm ơn ekip nha, cảm ơn chị Nhung nha. Biệt. Mày nói cho họ ta chứ.